xuyên qua, hơn nữa còn thành nhất phái chi tôn. Thoạt nhìn tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu một chút, người cũng ít một chút. Sư huynh, sư phụ nói, trọng trách chấn hưng bổn phái liền giao cho ngươi duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói. Nếu như ngươi làm không được, liền nhanh chóng đem trưởng môn vị tặng cho ta đi. Sách mới, sử thượng đệ nhất bạo quân, lửa nóng tuyên bố, hoan nghênh vây xem bao dưỡng HTTP www.kidian.com gạch chéo bút gạch chéo 2278191 s tiểu thuyết mấu chốt. Sử thượng đệ nhất trưởng môn không đạn cửa sổ, sử thượng đệ nhất trưởng môn TXT toàn tập đao loa, sử thượng đệ nhất trưởng môn chương mới nhất đọc. Chương 1 Ta là trưởng môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hoảng hốt, choáng váng, trước mắt một mảnh đen kịt, đây chính là Diệp Văn hiện tại cảm giác hắn thậm chí không cảm giác được thân thể cùng tứ chi của mình thật giống như hắn thành một cái nghiêm trọng bệnh nhân tê liệt đồng dạng đỉnh điểm tiểu thuyết tay đánh tiểu thuyết hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đồng thời cũng không nhớ nổi đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến mình biến thành như vậy thế nhưng kế tiếp chỗ ngực truyền đến đau nhức khiến cho cả người hắn chấn động ngay sau đó chính là một trận cảm giác nhẹ nhàng cùng với không trọng lượng ngay sau đó sau lưng truyền đến cảm giác va chạm cùng với tiếng vang thật lớn truyền đến bên tai làm cho hắn hơi khôi phục một ít thần trí. Bùm. So sánh với vừa rồi cái loại kia giống như bị buồn bực ở trong một cái bình cảm giác, hiện tại Diệp Văn cảm giác toàn thân khắp nơi đều đau, nhưng là đáng giá cao hứng chính là hắn rốt cục có thể cảm giác được thân thể của mình tồn tại. Chẳng qua tình trạng thân thể của hắn tự hồ không tốt lắm, đau đớn trên thân thể vẫn là thứ yếu, mà thần trí sau khi gặp phải một trận đau đớn vừa rồi hơi thanh tĩnh một trận nhỏ liền lại lâm vào hoảng hốt, hắn cảm thấy mình có thể rất nhanh sẽ lại trở về trong bóng tối. Trong hoảng hốt, một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài cổ trang thần sắc phức tạp nhìn về phía mình, Diệp Văn trong nháy mắt đó sinh ra. Mình có phải đã chết rồi hay không? Cái mỹ nữ như tiên tử này không phải là quỷ sai tới thu hồn của mình sao? Ý nghĩ có vẻ khó hiểu như vậy ngay tại chính hắn cũng còn chưa kịp cười nhạo một chút chính mình cái kia mạc danh kỳ diệu ý nghĩ thời điểm trước mắt của hắn lần nữa tối sầm sau đó lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối ngay sau khi diệp văn ngất đi một người đột nhiên cất bước về phía trước đại đao trong tay thẳng tắp chạy về phía diệp văn bổ tới nếu không phải nữ tử bị diệp văn coi như câu hồn tiên tử kia vương trường kiếm trong tay ra đem trường đao kia điểm lệch lệch sát cánh tay diệp văn chém xuống đất sợ là diệp văn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền thật sự hồn về địa phủ. sư huynh của ta đã hôn mê, chẳng lẽ các hạ muốn đuổi tận giết tuyệt nữ tử cổ trang vung trường kiếm trong tay, long liễu dựng ngược lại rất có khí thế. ngay cả nam tử vừa mới dùng một chưởng đem diệp văn đánh bay ra ngoài, sau đó muốn xông lên phía trước bổ sung một đao cũng bị khí thế của nữ tử kia chấn động tại chỗ không dám tùy ý tiến lên. hai người dằn co chốc lát, nam tử kia mới đem trong tay đại đao vung lên sau đó kháng ở trên vai cười nói. Ninh nữ hiệp nói đùa, chúng ta lần này tới vẻn vẹn là luận võ, cũng không phải đặc biệt tới hại tính mạng người. Ta cùng sư huynh sẽ tuân thủ ước định. Nói xong đem trường kiếm trong tay thu hồi trong võ kiếm, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Văn té xỉu, vẻ mặt rối rắm nhìn một lát sau, lúc này mới thở dài một tiếng nâng hắn lên, dùng một bên bả vai nửa khiên nửa đỡ rời khỏi nơi này mà từ phía sau không ngừng truyền đến như là đây chính là thư sơn phái trưởng môn. Thật sự có đủ phế vật. Trương ca chỉ dùng ba chiêu liền đem tiểu tử này cho đánh bất tỉnh trên mặt đất, gia hỏa như vậy cũng có thể trở thành nhất phái tôn. Thật đáng tiếc cho cô gái kia, thật không ngờ trong một môn phái nhỏ như vậy lại có tuyệt sắc như vậy. Chờ một chút lời nói làm cho trong lòng nạn rất là phức tạp, trong miệng thấp giọng hỏi. Sư phụ! vì sao đem trưởng môn vị truyền cho sư huynh? Trong hôn mê Diệp Văn chỉ cảm thấy cả người khó chịu, hơn nữa không ngừng nằm mơ, những giấc mộng này lại giống như đều là nói chuyện của cùng một người, chỉ là linh linh toái toái rất không liền mạch, hắn căn bản là không cách nào đem những chuyện loạn thất bát tao này liên hệ với nhau. Duy nhất có thể làm cho hắn nhớ được tương đối rõ ràng chính là một ít luyện công cầu đoạn, có lẽ cái này cùng hắn trước kia kinh nghiệm có quan hệ sinh ra như một teo thế kỷ 20 và lớn lên ở bước ngoặt của thế kỷ, Yuen lớn lên không khác gì phần lớn những người trẻ tuổi. Trường mẫu giáo, lớp mầm non, tiểu học, trung học thậm chí đại học. Nếu như không có ngoại ý muốn, trên thực tế sau mùa hè hắn sẽ chính thức bước vào xã hội bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Duy nhất cùng đại bộ phận người bất đồng chính là Diệp Văn từ nhỏ đã hảo võ, điều này làm cho vốn lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể hảo hảo học tập tri thức cố ý dùng chữ văn này đến làm tên con trai Diệp Phụ rất là bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, cái gì karate, thái cực quyền có thể học được hắn đều không có buông tha, tuy rằng rất nhiều địa phương dạy đồ vật đều là hoa giá căn bản không thể dùng để cùng người tranh đấu, nhưng là chịu không nổi tiểu tử này thường thường đi ra ngoài cùng người đánh nhau ẩu đã đến tăng trưởng kinh nghiệm của mình. Loại tình huống này tại một tay đem hắn nuôi lớn dịp phụ ngoại ý muốn tai nạn xe cộ sau khi qua đời càng thêm nghiêm trọng, thậm chí một lần thiếu chút nữa gây ra đại họa bất quá may mắn chính là tiểu tử này cuối cùng vẫn là đi lên chính đồ đồng thời thi đậu đại học hơn nữa ở trong đại học cũng coi như điều thấp không có lại xông qua họa gì chỉ là hắn thật không ngờ chính là tại sắp tốt nghiệp thời điểm hắn cùng bằng hữu uống rượu giải tán sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì mơ màng mở mắt dịp văn tại tới tới lui đánh giá một hồi lâu về sau vẫn như cũ không cách nào đem chính mình thân ở hoàn cảnh cùng mấy ngày hôm trước sự tình liên hệ với nhau từ trên giường ngồi dậy xúc cảm cứng rắn dưới thân lại không làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên ngủ quen giường mềm hắn chưa từng thể nghiệm qua ở loại giường cứng rắn này nằm sẽ là một loại cảm giác gì lúc này đây dưới tình huống mạt danh kỳ diệu này hắn ngược lại ngoài ý muốn thể nghiệm một phen cảm giác cũng không phải hỏng bét như vậy nhìn mình một chút hắn cảm thấy mình tự hồ có chỗ bất đồng nhưng là lại cảm thấy hai tay trước mắt làm cho mình rất là quen thuộc. Loại tình huống này mãi cho đến hắn chú ý tới bên giường cách đó không xa gương đồng mới đạt được một cái chuẩn xác kết luận. Trong gương đồng chiếu ra cũng không phải khuôn mặt quen thuộc của mình, tuy rằng khuôn mặt này tiêu sái đẹp trai đủ để cho chính mình trước kia cảm thấy ghen tị, nhưng hắn lại không có nửa điểm cao hứng. Từ trên gương phản xạ trở về tin tức đủ để cho hắn hiểu được, chính mình đã không còn là cái kia chính mình quen thuộc chính mình hắn tại hoàn toàn mạc danh kỳ diệu dưới tình huống biến thành một người khác. Đáng chết, chẳng lẽ ta đụng phải phụ thể xuyên trong truyền thuyết? Ngồi nửa ngày, đủ để cho vị này chịu đủ võng văn oanh tạc thời đại mới thanh niên hiểu được hắn tình cảnh hiện tại, đồng thời hắn cũng nhớ tới chính mình tiền trận cái kia ngắn ngủi thanh tĩnh. Rất rõ ràng, người này bị người đánh chết, mà trong nháy mắt đó ta tiếp quản thân thể này. Nhìn hai tay của mình, hai bàn tay thoạt nhìn thon dài coi như mịn mạng lại có một tầng vết chai, nhất là vết chai trên vị trí miệng hổ thập phần rõ ràng. Trừ lần đó ra, đôi tay này không còn có cái gì đặc biệt địa phương, nếu muốn nói hai tay này khí lực, Diệp Văn thậm chí cảm thấy còn kém kiếp trước chính mình cặp kia trải qua vô số lần đầu đường tranh đấu nắm đấm. Hai tay bóp một cái, lực chú ý của Diệp Văn bị chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái hấp dẫn. Vốn hắn cho rằng đó chỉ là một cái bình thường vòng sắt, bởi vì cái kia mặt trên không có bất kỳ hoa văn cũng không giống như là kim ngân chi vật cái này cũng làm cho hắn lúc đầu không có quá mức để ý vật này chỉ là vừa rồi dùng sức bóp quyền hắn đột nhiên cảm giác được trong thân thể mình có thứ gì đó bị hút vào trong này đây là cái gì ngay tại hắn còn không có hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm chỉ nhìn thấy trước mắt của mình một hoa đồng thời một khối mỏng manh vải phiến đột nhiên xuất hiện ở bên tay sau đó phiêu phiêu đảng đảng hướng trên mặt đất rơi xuống. Diệp Văn sửng sốt một hồi lâu, bởi vì hắn tuyệt đối có thể khẳng định, trong tay của mình tuyệt đối không có bất kỳ vật gì, đồng thời tay áo của mình cũng không có ngắn hơn một đoạn, như vậy khối vải này đến tột cùng là từ đâu toát ra đây. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng ở trên chiếc nhẫn kia, bởi vì hắn cảm giác được miếng vải trước khi xuất hiện trong nháy mắt, trong cơ thể mình có thứ gì đó bị nó rút qua, thậm chí làm cho thân thể vốn không tốt lắm của mình cảm thấy một trận hư thoát. Thứ đồ chơi này hút không phải là máu của ta sao? Rõ ràng đã đánh mất một lần mệnh, nếu không làm sao sẽ linh hồn phụ thể xuyên. Muốn xuyên cũng là thân thể xuyên, Diệp Văn đối với chính mình này bạch nhặt tới lần thứ hai sinh mệnh rất là quý trọng, cho nên đối với không biết sự vật sợ hãi để cho hắn đối với chính mình mạng nhỏ gấp gáp. Dưới tình huống xác định mình sẽ không bị tính mạng uy hiếp, chỉ sợ hắn mới nhớ tới mảnh vải mỏng đã rơi xuống đất kia. Sau khi tháo chiếc nhẫn xuống, Diệp Văn cẩn thận kiểm tra chỗ đeo nhẫn vừa rồi, nhưng vẫn không phát hiện có gì dị thường, cũng không nhìn thấy vết thương có thể chảy máu. Ngoài ra, anh ta cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì bên trong chiếc nhẫn để hút máu. Mặt ngoài không có gì trạng để cho Diệp Văn hơi buông xuống điểm tâm, đồng thời đem chiếc nhẫn lại cho đeo trở về. Mà thẳng đến lúc này hắn mới có tâm tư đi xem vừa rồi đột nhiên xuất hiện vải bố là cái gì đồ chơi bất quá có lẽ số mệnh đã định diệp văn hôm nay nhìn không tới cái kia mảnh vải là cái gì ngay tại hắn đem chiếc nhẫn đeo lên đồng thời cái này không lớn phòng cửa bị đẩy ra mỹ nhân cổ trang từng trong lúc tỉnh táo ngắn mũi bưng một chén canh thuốc đi vào cửa vừa mở ra mùi thuốc đông y gây mũi khiến diệp văn nhíu mày đồng dạng nhíu mày còn có bưng thuốc nữ tử có lẽ là nàng thật không ngờ sư huynh của mình cư nhiên nhanh như vậy có thể khôi phục đến xuống giường đi lại trình độ, cho nên nàng đối với sư huynh không coi trọng thân thể của mình đồng thời cũng có một chút kinh ngạc. Sư huynh, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, làm sao có thể tùy tiện xuống dưới đi lại nếu liên lụy đến tạng phủ, dẫn đến thương thế nặng thêm có thể làm sao bây giờ? Không sao, ta cảm giác thân thể của ta không có chuyện gì rồi. Đáng tiếc chính là Diệp Văn thân thể quá không có lực, vừa định duỗi ra cánh tay đá đá chân đến biểu hiện chính mình không ngại, bộ ngực liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt để cho hắn trên trán chảy xuống từng trận mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô gái cổ trang chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đỡ Diệp Văn trở lại giường. Sư Huynh, ngày đó ngực ngươi trúng trương đức một chưởng, đã tổn thương đến tạng phủ, mặc dù không có tính mạng chi ưu, nhưng là cũng cần hảo hảo điều trị mới có thể khôi phục, đỡ lưu lại ám tật gì vừa nói, một bên đem canh dược đưa tới Diệp Văn trong tay để cho hắn uống xong, đồng thời không ngừng giảng ngày đó Diệp Văn bị thương. Hơn nữa ta để Lan Trung giúp ngươi kiểm tra thời điểm, phát hiện ngươi sau đầu cũng có một cái miệng vết thương, có lẽ là bị Trương Đức một trưởng đánh bay thời điểm đụng phải cái gì, Lan Trung để cho ta hỏi một chút ngươi sau khi tỉnh lại đầu có cái gì không khỏe. Một bên bóp mũi rót thuốc vào bụng, một bên ở trong đầu tự hỏi hiện trạng. Rất rõ ràng, dịp văn xuyên việt đến một cái tương tự hoặc là căn bản chính là trung quốc cổ đại hoàn cảnh ở giữa hơn nữa trước mặt nữ tử này hẳn là cùng mình là một cái môn phái hay là sư muội của mình chỉ là từ trong đối thoại hắn liền có thể phát hiện cái này tiện nghi sư muội tự hồ đối với mình cũng không hữu hảo điểm này từ thân thể của mình bị người đánh một trận thành trọng thương mà cái này sư muội nói đến chuyện kia lại không có chút bận tâm cảm thụ của mình liền có thể nhìn ra xem ra thân thể này trước kia ở trong môn phái lăn lộn cũng không được tốt lắm cũng không biết sư phụ tiện nghi kia có thể thay ta ra mặt hay không nghĩ tới đây diệp văn cảm thấy mình hẳn là tìm hiểu một ít càng nhiều về thân thể này tin tức ít nhất hắn phải biết một ít chính mình môn phái tình huống cũng không có gì chỉ là rất nhiều chuyện không nhớ ra sư muội chúng ta bây giờ đang ở đâu lời này vừa ra khỏi miệng trước mặt nữ tử thần sắc trở nên rất là cổ quái đồng thời nhìn Diệp Văn ánh mắt cũng làm cho hắn hơi không được tự nhiên, thậm chí làm cho hắn hoài nghi chính mình nói sai cái gì. Hay là ta nói sai cái gì? Sư Huynh, hay là ngươi đã quên, bởi vì ngươi thua trận kia tỷ đấu, môn phái của chúng ta đã không còn nói lời này thời điểm một bộ căm giận bất bình bộ dáng, cặp kia thiên thiên ngọc thủ tuy rằng như trước đặt ở trước người, nhưng là bóp thành nắm đấm phát ra thấm người tiếng ca ca đã nói rõ rất nhiều chuyện vì sao ta thua so đấu môn phái chúng ta lại không có? Diệp văn đầu nhất thời còn không có xoay chuyển công, hắn không rõ mình thua cùng môn phái của mình có quan hệ gì. Trừ phi. Nghe được Diệp văn hỏi, trước mặt nữ tử này vẻ mặt kinh ngạc, liền ngay cả vừa rồi cái kia ngập trời lửa giận đều bởi vậy biến mất không thấy. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi chính là trưởng môn đời thứ bảy của bổn phái A? À? Trưởng. Trưởng môn diệp văn sắc mặt trở nên khó coi lên hắn vừa rồi đích xác nghĩ tới khả năng này chỉ là hắn không nghĩ tới đây cư nhiên sẽ là sự thật nhìn thấy sư huynh của mình phản ứng không giống như là giả vờ nữ tử rốt cục xác định sư huynh của mình bị thương quá nặng sợ là bị chứng ly hồn sư huynh huynh còn nhớ mình là ai không diệp văn nhìn nhìn trước mắt nữ tử hắn ngoại trừ biết mình giống như thành nhất phái trưởng môn vị mỹ nữ này là chính mình tiện nghi sư muội ở ngoài hắn thật đúng là cái gì cũng không biết hắn thậm chí ngay cả thân thể này vốn gọi là gì cũng không nhớ ra chết tiệt xuyên qua thời điểm làm sao liền không thể đem thân thể này ký ức cũng đồng thời hấp thu trong lòng vừa oán thầm vừa cười khổ hỏi tôi là ai nghe được sư huynh của mình hỏi như vậy sắc mặt cô gái kia càng thêm khổ sở trong lòng càng thêm thống khổ thế nhưng vừa nghĩ tới di mệnh của tôn sư lại không thể không lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáp. "Sư huynh, ta cùng ngươi là hai đệ tử cuối cùng của môn phái chúng ta, Tôn sư tháng trước trước khi qua đời, đem vị trí trưởng môn truyền cho ngươi, những thứ này ngươi đều còn nhớ rõ." Diệp Văn làm ra một bộ thống khổ minh tưởng trạng, sau đó kiên định lắc đầu. Nữ tử hít sâu một hơi. "Vậy ngươi còn nhớ rõ ta? Ta là Ninh sư muội của ngươi a." À? Ninh trong đầu diệp văn một trận sấm sét giữa trời quang ông ông loạn vang suýt nữa lại một lần nữa ngất đi đều bởi vì hắn từ trước mặt này ninh sư muội trong miệng nghe được những tin tức này làm cho hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng toàn bộ môn phái chỉ còn lại hai người ta là trưởng môn nàng là sư muội của ta nàng họ ninh tôi không phải họ nhạc sao diệp văn một bộ vẻ mặt đưa đám hắn nhớ tới một đại trưởng môn vì chấn hưng môn phái ngay cả mình cái gì cũng bỏ qua đáng ăn mừng chính là ninh sư mùi sau đó liền vẽ mặt kỳ quái đáp một câu nhạc sư huynh ngươi rõ ràng họ dịp giống như ta chính là cô nhi sư phụ nhặt được từ dưới chân núi bởi vì từ nhỏ thích đọc sách nên đặt tên là văn dịp văn dịp văn không nghĩ tới chính mình phụ thể người cư nhiên cùng mình trùng tên cùng họ chỉ là tính cách này trải qua lại chênh lệch rất lớn hiện giờ mình thay thế nhưng cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh vậy sư mùi tên đầy đủ của ngươi là? Nếu đã mất trí nhớ, Diệp Văn cũng không ngại đem mất trí nhớ tiến hành đến cùng, dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không biết, muốn hỏi cái gì cũng không có bận tâm. Ta họ ninh tên gọi như tuyết. Lúc ninh như tuyết nhắc tới tên mình tự hồ nhớ tới cái gì đó, lúc trả lời ngược lại không còn gọn gàng lưu loát như lúc trước, ngược lại có vẻ ngượng ngùng giống như nữ tử bình thường. Diệp Văn chỉ nói là nữ tử thời xưa không tiện cùng người khác nói tục danh nhà mình cho nên ngượng ngùng lại không biết ninh như tuyết từ nhỏ như nam tử hành sự gọn gàng lưu loát cùng nữ tử lúc này hoàn toàn bất đồng nàng sẽ cảm thấy khó có thể nói ra là nhớ tới tên mình hay là sư huynh năm đó giúp mình đặt vị lão huynh thăng thiên kia từ nhỏ đã thích đọc sách cũng không phải xem không chỉ là những thứ này đều đã trở thành quá khứ diệp văn lại không biết tường tận bên trong cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái ninh như tuyết cũng rất nhanh quên đi chuyện bên cạnh chuyên tâm cùng vị sư huynh này nói đến tình huống hiện tại nói không được hai câu diệp văn rốt cục hiểu rõ tình huống hiện tại của mình có một sư phụ tiện nghi tháng trước treo rồi môn phái gọi là thư sơn phái mà mình là trưởng môn thư sơn phái bất quá hai ngày trước sau khi thua so đấu đã thua chiêu bài và đất đai của mình môn phái chỉ có hai người mình và ninh sư muội trước mặt nói đơn giản một chút, hắn ngoại trừ có một sư mùi đối với mình tự hồ không phải rất hữu hảo ra, cái gì cũng không có. Sau khi làm rõ tình huống, hai người không nói gì, Ninh Như Tuyết nhìn thấy sư huynh của mình ngồi ở chỗ kia cúi đầu không nói lời nào, trong lúc mơ hồ tự hồ lại thấy được sư huynh vô dụng lại không tiến bộ của mình. Sư huynh này từ nhỏ cái gì cũng so ra kém mình, võ công không bằng mình, làm việc lại lề mề, cái gì cũng làm không tốt hết lần này tới lần khác thích cầm quyển sách trách đọc không hết hết lần này tới lần khác sư phụ cũng không biết tại sao nhất định phải đem vị trí trưởng môn truyền cho sư huynh, vốn nàng cho rằng mình sẽ là trưởng môn mới nhậm chức, đồng thời nàng cũng tin tưởng mình có thể đem thư sơn phái phát dương quan đại. Đáng tiếc. Chẳng lẽ chỉ vì mình là thân nữ nhi? Nhớ tới các đời trưởng môn của bổn môn đều là nam tử, nên như tuyết không khỏi đem nguyên do nghĩ tới phía trên. Bất quá, nàng vẫn không phục, chẳng lẽ nữ nhân không thể trở thành nhất phái chi tôn? huống chi trong giang hồ hiện nay, môn phái nữ tử vi tôn tuy rằng không nhiều nhưng cũng không ít, trong đó cũng không thiếu đại môn phái nam nữ đệ tử đều thu nhận. Sao gia đình nhỏ nhà mình lại thối nát như vậy? Chỉ là sư mệnh không thể làm trái, trước khi sư phụ qua đời chỉ vị trí trưởng môn danh tướng truyền cho sư huynh, nàng cũng không thể cải lại di mệnh của sư phụ. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tuân theo sư mệnh. Sư huynh, sư phụ nói, trọng trách chấn hưng bổn môn liền giao cho ngươi. Diệp Văn nghe vậy dở khóc dở cười, bởi vì hắn cảm thấy lời này tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng gì, sư mùi dung mạo như thiên tiên của mình đã nói ra một câu khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Nếu như ngươi làm không được, liền mau chóng đem trưởng môn vị tặng cho ta, nói xong mặc kệ Diệp Văn là phản ứng như thế nào, bưng lên chén không xoay người liền ra khỏi phòng. Chương 2 Kiếm chiêu bí tịch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đưa mắt nhìn sư muội tiện nghi của mình phiêu nhiên mà đi, Diệp Văn trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Hắn tuy rằng đã sớm nhận ra được sư muội này của mình đối với mình quan cảm có thể không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới nguyên lai like đối phương ông tâm tư như vậy. Bất quá để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là. Tại sao không trực tiếp đem ta giết hoặc là trực tiếp phế đi? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ ra một cái cái này sư muội còn không có vì một cái trưởng môn vị trí phát rồ đến loại trình độ này. Để kết luận, ngoài ra hắn cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Mà hiện tại vấn đề bày ra trước mặt hắn so với sư muội tiện nghi của mình nhìn chầm chầm vào vị trí trưởng môn còn phiền toái hơn. Nếu như vừa rồi những lời kia đều không sai, như vậy hắn cùng sư muội của mình thuộc về trạng thái không nhà để về tất cả nguyên nhân chính là bởi vì nguyên chủ nhân của thân thể này của mình ở trong luận võ bị người đánh bại thua trận đánh cuộc chẳng những chiêu bài nhà mình không thể dùng nữa mà ngay cả nơi đóng quân môn phái các đời truyền xuống kia cũng đều bại bởi đối phương mà tạo thành đây hết thảy nguyên do lại là bởi vì môn phái của bọn họ gọi là thư sơn phái cái tên này không uy vũ cũng không kiêu ngạo lại càng không đắc tội người nào vì sao gọi cái tên phá danh như vậy còn có thể rước lấy khiêu chiến của người khác diệp văn cũng không biết bọn hắn nơi này liền gọi là thư sơn huyền bên cạnh ngọn núi kia cũng được gọi là thư sơn lúc trước tổ sư sáng lập phái thư sơn đang xây phái thư sơn này còn không phải là nơi náo nhiệt gì trên núi cũng rất vắng vẻ cho nên bị hắn chiếm sơn danh này lập môn phái sau đó đệ tử của hắn cũng có chút không chịu thua kém đánh ra một ít danh tiếng bởi vậy bọn họ cũng liền ngồi vững vàng danh hiệu thư sơn phái này chỉ là các hậu bối của hắn càng ngày càng không bằng tiền bối cuối cùng môn phái ngày càng điêu linh hơn nữa trên núi hiện giờ cũng có không ít môn phái khác hoặc là đại bang phân đà không ít người đều khó chịu tiểu môn tiểu hộ này chiếm phái này danh cho nên liền có luận võ như vậy vừa xảy ra chuyện đi ra cũng mới có dịp văn mượn cơ hội đoạt thân thể xuyên việc thành công sự tình những thứ này hắn cũng không biết cũng không rõ ràng lắm bởi vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ tỷ đấu này đến tột cùng vì sao mà lên cho nên suy nghĩ đến đây liền lâm vào ngõ cục. nghĩ đến buồn bực liền quyết định tạm thời vứt việc này sang một bên, chờ lát nữa lại hảo hảo hỏi sư muội tiện nghi của mình khi đó lại so đo. Nếu là bởi vì đắc tội cái gì khó lường nhân vật, cùng lắm thì đêm này trưởng môn tặng cho nàng do nàng tùy tiện lăn qua lăn lại, ta tự tại bên cạnh tiêu giao. Hoàn cảnh xa lạ cùng người xa lạ, thậm chí hắn ngay cả chính mình có hay không ở trên địa cầu đều không cách nào xác nhận tự nhiên không có khả năng sẽ đi lo lắng nếu quả thật là đắc tội cái gì khó lường người nhà mình sư muội có thể hay không bởi vậy gặp cái gì cực khổ hắn muốn suy nghĩ chỉ là chính mình như thế nào ở trên thế giới này sinh tồn được chính là đơn giản như vậy nghĩ tới đây hắn liền cần bắt đầu suy nghĩ một chút về vốn liếng của mình ở vừa rồi hắn cũng đã xác định tiện nghi sư phụ của mình lưu lại cho mình ngoài trừ thư sơn phái nơi đóng quân cùng với một khối chiêu bài ở ngoài cái gì cũng không có mà một ít vụn vặt mềm mại cùng với tiền các loại lúc này hẳn là đều ở trong tay sư muội của mình hắn phỏng chừng trong tay sư muội cũng sẽ không quá nhiều bởi vì hoàn cảnh mình hiện tại cũng không phải là cái gì xa hoa địa phương ngược lại còn hơi có vẻ đơn sơ đương nhiên những thứ này đều ở dịp văn trong dự liệu liền từ một cái môn phái chỉ còn lại có mèo con hai cái như vậy đáng thương cảnh tượng hắn liền có thể đoán được bây giờ thư sơn phái cũng không có gì tài sản huống chi bây giờ còn là bị người đuổi ra khỏi quê nhà rơi vào cái không nhà để về hiện tại nói như vậy xem ra về sau vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi sống chính mình a à. nghĩ đến nếu như mình không xuyên việc tới lúc này chỉ sợ cũng đang rầu rĩ vì vấn đề công việc sau khi tốt nghiệp như vậy xem ra quỹ đạo cuộc sống của hắn trên cơ bản không có biến hóa quá lớn vẫn là muốn vì cuộc sống sau này của mình lao tâm lao lực bất quá so sánh với nguyên bản thế giới thế giới này tự hồ càng thích hợp chính mình, tốt xấu chính mình trước kia cũng học qua không ít vật lộn công phu, hơn nửa thân kinh bách chiến. Nếu như lăn lộn giang hồ, có lẽ so với thế giới kia còn có tiền đồ hơn nhiều. Ít nhất từ tình tiết luyện công trong mộng hắn vừa mới nhớ tới mà xem, những công phu đó cũng không cao minh hơn đồ chơi mình mới học bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Văn cười khổ không thôi. Không nghĩ tới a, à, vốn đã quyết định không bao giờ đụng vào những chuyện này nữa, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy cười khổ nhéo nhéo nắm đấm diệp văn trong lúc lơ đãng lại liếc tới chiếc nhẫn trên ngón tay kia trong lúc bất chợt liền nhớ tới miếng vải mỏng vừa rồi rơi xuống đất đúng rồi thiếu chút nữa đã quên chuyện này xoay người từ trên giường nhảy xuống chấn động làm cho ngực hắn lại đau nhức một trận diệp văn nghiến răng nhếch miệng mắng chửi nói thầm một trưởng kia thoạt nhìn không có gì thần kỳ không nghĩ tới lại lợi hại như vậy chẳng lẽ đã thương ta chính là nội lực trong truyền thuyết nghĩ đến nội lực dịp văn ngược lại là đột nhiên đối với cuộc sống sau này của mình chờ mong lên bởi vì nếu như thế giới này thật sự có nội lực như vậy cũng đại biểu cho hắn cũng có thể giống như chính mình đã từng đọc qua trong tiểu thuyết những người kia đồng dạng mái công trèo tường cao tới cao lui đến lúc đó lão tử luyện thành tuyệt thế thần công sẽ trở về tìm đám ma cà rồng cướp địa bàn các ngươi báo thù ông ngực chịu đựng đau đớn đem trên mặt đất kia khối vải mỏng nhặt lên như vậy hai bước đường tựu để Diệp Văn cảm thấy cả người hư thoát bởi vậy hắn đành phải thuận thế tại bên cạnh cái bàn bên cạnh ngồi xuống sau đó đem khối vải kia bày đến trước mặt mình nhìn xem có cái gì ngạc nhiên mà cứ như vậy vừa nhìn Diệp Văn trực tiếp bước này không lớn cũng liền một trang sách lớn như vậy Diệp Văn dùng một cái tác luyện có thể làm cho cả phiến vải ở phía trên mở ra mà phía trên ngược lại là thật có một ít đồ vật ba hình người đồ án bày ra ba cái bất đồng tư thế đồng thời làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ba cái tư thế là liền mạch lấy về phần chữ nhỏ bên cạnh càng làm cho người xem hiểu được những tư thế này trong đó còn có yếu điểm gì bởi vậy khối vải này quả thật không có gì thần bí trên cơ bản cho dù chưa luyện qua công phu cũng có thể nhìn ra đây là một tấm bí tịch võ công diệp văn không ngu xuẩn huống chi vô luận là bản thân hắn hay là thân thể này đều có nhất định cơ sở bởi vậy liếc mắt một cái nhìn ra đây là bí tịch cũng không khó khăn hắn thậm chí có thể trực tiếp nhìn ra đây là một bộ kiếm pháp bí tịch khiến diệp văn chính là hàng chữ to trên tấm vải mỏng này cũng chính là nơi đánh dấu tên võ công trên đó rõ ràng viết bảy chữ to đoạt mệnh liên hoàng tam tiên kiếm có lẽ rất nhiều người cũng không biết bảy chữ này đại biểu cho cái gì nhưng là đối với một tên xuyên việt giả còn là một tên trải qua võ hiệp thời đại cùng với huyền huyễn thời đại thậm chí võng văn thời đại bảo hòa oanh tạc tân thế kỷ người xuyên Việt tới nói, bảy chữ này thật sự là quá quen thuộc. Là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của kim phái tiếu ngạo giang hồ trong một quyển sách, sát chiêu nổi tiếng của kiếm tông phái Hoa Sơn. Bộ tam tiên kiếm đoạt mệnh liên hoàn này đối với vô số tiểu thuyết mê nhất là kim mê thế nhưng như sắm bên tai, quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Húng chi trong những năm đầu thịnh hành Internet, có một trò chơi mạng lấy 14 bộ tiểu thuyết của Kim Dung làm cơ sở. Bộ kiếm pháp này cũng là sát kiếm bắt buộc của phái Hoa Sơn trong một đoạn thời gian rất dài. Mà Diệp Văn, phi thường ưa thích kim phái tiểu thuyết, vừa vặn cũng chơi qua trò chơi này, đồng thời hắn cũng đích xác có cái hào là phái Hoa Sơn. Chỉ là hắn tuyển lúc ấy tương đối quái gỡ khí tông mà không có dùng qua môn kiếm pháp này. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn đối với môn kiếm pháp này hiểu rõ đoạt mệnh liên hoàng tam tiên kiếm nói là kiếm pháp còn không bằng nói là kiếm chiêu kiếm chiêu này tổng cộng cũng chỉ có một chiêu một chiêu ba thức liền mạch lưu loát hoàng hoàng đang xen một khi sử dụng người trúng không chết cũng bị thương đương nhiên đây là nói nhảm trúng chiêu đương nhiên không chết cũng bị thương chỉ là ba thức kiếm pháp một hoàng khấu một hoàng một khi bị kiếm thủ nhắm chuẩn cơ hội sử dụng ra đối thủ rất khó chống đỡ cuối cùng cũng khó thoát khỏi bi kịch nuốt hận chiêu này Tiếu ngạo trong giang hồ đã nói qua, thời điểm kiếm tông khí tông đại chiến người kiếm tông dùng chiêu kiếm pháp này giết không ít đệ tử khí tông, có thể thấy được chiêu này tuy rằng đơn giản nhưng đích xác hữu hiệu. Chẳng lẽ thật sự là chiêu tam tiên kiếm trong giang hồ tiếu ngạo? Diệp Văn không dám khẳng định, bất quá lúc trước bởi vì đối với kiếm pháp này có hứng thú, ngược lại xác thực cẩn thận đọc qua đoạn miêu tả về chiêu kiếm pháp này, trong đó ngược lại cũng đem kiếm pháp này trình bày cặn kẽ một lần bởi vậy hắn cũng không sợ đây chỉ là trùng tên với kiếm pháp kia đem chiêu số bên trên so sánh với những gì mình biết trong lòng một chút phát hiện trên tấm vải mỏng này vẽ chính là chiêu tam tiên kiếm mà mình biết hơn nữa trên tấm vải mỏng này giới thiệu càng thêm tường tận cùng tinh tế chỉ cần ấn theo lời giới thiệu trên tấm vải mỏng này diệp văn tin tưởng cho dù là chưa từng học qua công phu cũng có thể đem chiêu kiếm pháp này luyện thành chỉ là cuối cùng sử dụng ra uy lực liền rất khó nói tay trái nâng vải mỏng tay phải cũng chỉ thành kiếm khoa tay múa chân một hồi, Diệp Văn đem bộ kiếm chiêu này hoàn toàn thuộc lòng ở trong lòng, bất quá điều này không có nghĩa là hắn liền luyện thành chiêu kiếm pháp này, hắn còn cần thực tế diễn luyện rất nhiều lần mới có thể làm cho thân thể của mình cũng nhớ kỹ chiêu kiếm pháp này nên sử dụng như thế nào. Mà làm sao lựa chọn thời cơ ra tay thích hợp trong thực chiến, vậy còn cần tích lũy càng nhiều kinh nghiệm đối chiến. Trong lúc bất tri bất giác đã đêm khuya, diệp văn đem vải mỏng bên người cất kỹ về tới trên giường tiếp tục nghỉ ngơi lúc này quấy nhiễu hắn lại là một vấn đề khác tại sao kim đại sư trong tiểu thuyết võ công đột nhiên chạy tới trước mặt mình giải thích duy nhất chính là chiếc nhẫn cổ quái trên tay mình hắn còn nhớ rõ trong tay mình vốn không có gì mà vị trí mình đứng lúc đó cũng sẽ không đụng phải thứ gì điều này loại trừ khả năng tấm vải mỏng này chạm vào từ đâu đồng thời Chính mình rõ ràng cảm giác được chiếc nhẫn này từ trong thân thể mình hấp thụ thứ gì đó, sau đó mới có tấm vải mỏng kia xuất hiện. Nói như vậy, là cổ quái của chiếc nhẫn này. Vậy lúc ấy hắn hấp thu thứ gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Văn đột nhiên nghĩ tới chính mình ngực thương thế, do đó nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết nội lực. Chẳng lẽ chỉ hoàn hấp thụ chính là nội lực trong cơ thể ta? Chương 3. Chiếc nhẫn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung đến ngón tay đeo nhẫn trên diệp văn rất nhanh liền phát hiện một cái càng nguy hiểm vấn đề hắn sẽ không sử dụng nội lực hắn thậm chí không biết thân thể này của mình đến tột cùng có nội lực hay không dù sao cái nhẫn này hấp thụ nội lực điểm này cũng là hắn phỏng đoán ra được có lẽ hắn phỏng đoán sai cũng không chuẩn chết tiệt vừa rồi là bởi vì cái gì thành công cẩn thận hồi tưởng vừa rồi là như thế nào thành công triệu hoán ra tấm kia bí tịch diệp văn muốn phục chế vừa rồi một chút vừa rồi làm hết thảy cẩn thận hồi tưởng một hồi diệp văn nhớ lại là tại chính mình dùng sức bóp quyền trong nháy mắt kia nhẫn đột nhiên thông qua cùng chính mình tiếp xúc bộ vị hấp thụ vật gì sau đó cái kia trương kiếm chiêu bí tịch liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đem lực chú ý tập trung đến bên trái quyền của mình trên diệp văn bắt đầu dùng sức bóp quyền hắn cảm giác mình sắp đem bú sữa khí lực đều sử dụng đi ra nhưng là cái kia nhẫn như cũ không có phản ứng gì. Cuối cùng bóp tay trái đều nhanh mỏi cũng không có lần nửa triệu hoán thành công, điều này làm cho Diệp Văn có chút buồn bực. Nhưng là, Thủy chung không có thành công lại khơi dậy Diệp Văn tính tình, từ nhỏ đã có một cổ bướng bỉnh tính tình Diệp Văn rất có không đụng nam tường không quay đầu lại, đụng nam tường cũng không quay đầu lại sức mạnh, bởi vậy hắn không có lựa chọn buông tha, mà là đem đã mỏi như trên tay trái hái xuống đều đến không có gì dị trạng tay phải ngón trỏ phía trên. Sau đó tiếp tục hành vi ngu xuẩn vừa rồi phản phất là đang đấu khí với mình. Dù sao bất kỳ người nào đi vào, nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ cũng sẽ không cảm thấy hành vi của hắn có bao nhiêu thông minh, ngu xuẩn có thể là khách khí nhất trong tất cả các hình dung tiêu cực. Ban đêm cứ như vậy chậm rãi đi qua, mà Diệp Văn ở trên giường bực bội với nắm đấm của mình cũng bất tri bất giác rơi vào trong mộng đẹp tình trạng thân thể của hắn cũng không lý tưởng, đại thương mới lành Diệp Văn có thể ở sau khi tỉnh lại có nhiều sức mạnh như vậy một cái là đối với vừa mới xuyên qua sau hoàn cảnh của mình không yên lòng, một cái khác chính là loại sự kiện trong truyền thuyết này cương nhiên phát sinh ở trên người mình mang đến hưng phấn kinh. Hôm nay hắn cơ bản xác định mình tạm thời xem như an toàn, đồng thời hưng phấn cũng qua đi, rất nhanh liền yên tâm nặng nề ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này, ngủ thẳng đến xế chiều ngày hôm sau mới chịu nổi tỉnh lại mà nguyên nhân tỉnh lại vẫn là bởi vì hắn đói bụng hai ngày nay trong hôn mê hắn thế nhưng là giọt nước chưa vào ngày hôm qua sau khi tỉnh lại cũng bởi vì ngoài ý muốn liên tục quên ăn cái gì bằng không hắn rất có thể trực tiếp ngủ thẳng đến buổi tối mở mắt ra dịp văn đầu tiên nhìn thấy chính là ở trên bàn bày chén lớn thò người lên hắn liền có thể nhìn thấy trong chén kia thừa chính là cháo gạo tuy rằng thoạt nhìn quá mức thanh đạm cũng không có cái gì tanh dầu nhưng là đối với đói bụng diệp văn mà nói chén cháo này không so sơn hào hải vị lực hấp dẫn kém hơn bao nhiêu từ trên giường bò dậy xoa xoa ngực vẫn còn hơi đau diệp văn đi qua hai ba miếng liền ăn sạch chén cháo này mà trong bụng hơi có đồ vật cũng làm cho hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều đầu cũng có thể bắt đầu bình thường tự hỏi cháo này sắp nguội rồi xem ra để lâu rồi hắn cơ bản đã xác định lúc này mùa mặc dù không phải mới vừa vào hạ cũng là mùa hè còn không có đi xa, trong phòng nhiệt độ cũng không thấp, mà một chén cháo nóng phóng tới nhiệt độ này phỏng chừng đã phóng có một hồi. Xem ra sư mùi tiện nghi của mình đích xác không thích mình lắm, đưa bác cháu đến sau đó liền mặc kệ. Có lẽ ta chết ở trong phòng nàng cũng không thể phát hiện trước tiên. Trong miệng như vậy nhắc tới hai câu, Diệp Văn rất nhanh liền phát giác chính mình tự hồ không có oán giận lý do, bởi vì chính mình nếu quyết định đem người nọ trở thành người xa lạ như vậy cũng không thể cưỡng cầu người ta đối xử tử tế với mình. Quên đi. Bao nhiêu cho ta một chén cháo ăn? Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu không ít, chỉ là thân thể suy yếu không thể vận động dẫn đến hắn nhàm chán, ngồi một hồi liền không tự giác khoa tay múa chân vì kiếm lên đoạt mệnh liên hoàng tam tiên kiếm đêm qua vừa mới ghi nhớ, sợ thời gian lâu quên sạch sẽ. Qua lại khoa tay múa chân chừng 10 lần, dần dần đối với chiêu kiếm pháp này có nhất định lĩnh hội, diệp văn thậm chí cảm giác được theo chính mình một lần một lần diễn luyện một đạo dòng nước ấm bắt đầu tại cánh tay của mình bên trong không ngừng vận động cái loại cảm giác giống như có dòng nước chảy trong cánh tay này làm cho hắn cảm thấy có chút thoải mái thậm chí cảm giác hơi nóng lên làm cho trên trán hắn xuất hiện một chút mồ hôi nhắm mắt lại cẩn thận lĩnh hội trên cánh tay dòng nước ấm vận động mà ngay khi hắn nhắm hai mắt lại không lâu diệp văn đột nhiên mở hai mắt ra sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn tay phải của mình chuẩn xác mà nói, là nhìn trên ngón trỏ tay phải của mình cái kia không biết chất liệu gì chế thành chiếc nhẫn. Ảo giác sao? Thấp giọng nhắc tới một câu, Diệp Văn một lần nữa đem hai mắt nhắm lại, sau đó nhớ lại hết thảy vừa rồi, cuối cùng hắn thành công xác định chính mình vừa rồi nghe được thanh âm cũng không phải ảo giác. Tháng này đã sử dụng năng lực triệu hoán một lần, không thể sử dụng nữa. Mở hai mắt ra lần nữa, sau đó hung hăng vung một cái tay trái của mình. Nại tư vừa vặn lúc này cái kia tiện nghi sư muội đi đến, một thân trang sức trong tay nàng còn cầm theo bảo kiếm, trên trán lấp lánh tỏa sáng mồ hôi vết cho thấy vị này nữ hiệp vừa rồi hẳn là đang luyện công. Mà trong nháy mắt đẩy cửa ra bị sư huynh cả kinh chợt hoảng sợ, sau đó nàng tỉnh táo lại cau mày ân cần thăm hỏi một câu. "Chưởng môn sư huynh tỉnh rồi. Cảm giác thế nào?" Sau đó lại liếc mắt nhìn cái chén trống đặt trên bàn, hơn nửa bộ dáng sư huynh tự hồ tinh thần không tệ bởi vậy cho ra một phán đoán. Xem ra sư huynh khôi phục không tệ, như vậy chúng ta có thể không cần tiếp tục ở chỗ này nữa. Diệp Văn vừa định hỏi không được nơi này đi đâu, nhưng lập tức liền nhìn thấy ninh như tuyết cao mày chưa từng tách ra. Lập tức hắn liền đoán được nhất định là trong tay sư muội nhà mình đã không còn bao nhiêu tiền bạc, phỏng chừng mặc dù không khôi phục cũng chỉ có thể cứng rắn kéo thân thể bị thương rời khỏi nơi này. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều vì sao không ở lại các loại vấn đề ngược lại hỏi lên chuẩn bị khi nào rời đi sáng mai hôm nay đã khuya rồi ninh như tuyết cũng biết hôm nay quá muộn cho dù là hai người lui phòng khách chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được chỗ ở thích hợp nói như vậy khó tránh khỏi phải ngủ ngoài đường thậm chí giả ngoại hoang vu vốn đây đối với giang hồ nhi nữ mà nói cũng không phải là chuyện gì ghê gớm nhưng vấn đề là sư huynh của mình còn có thương tích trong người cũng không thích hợp màn trời chiếu đất chỉ là trên tay nàng còn dư lại đồng tiền cũng xác thực không có bao nhiêu bây giờ lại không có môn phái vậy cũng chẳng khác nào hai người hiện tại hoàn toàn không có thu nhập tuy rằng nguyên bản phái thư sơn cũng không còn lại bao nhiêu sản nghiệp nhưng tóm lại còn có thể ăn một bữa cơm no những thứ này hôm nay theo trận thảm bại của sư huynh mình cũng biến thành mây bay có thể nói điểm ấy đồng tiền trong tay nàng đã là hai người cuối cùng toàn bộ tích góp nhưng cho dù là lại tiết kiệm sợ là cũng tốn không được mấy ngày có lẽ là nhìn ra chính mình này sư muội khó xử cảm thấy mình hẳn là giúp đỡ chia sẻ dù sao hai người hiện tại xem như thân ở trên một cái thuyền hoặc là dịp văn mới đến cũng không giúp được gì ngược lại còn lấp đầy không ít phiền toái cảm thấy có chút băn khoăn cũng hoặc là trong lòng đại nam tử chủ nghĩa quấy phá cho nên hắn quyết đoán quyết định hôm nay liền dọn ra khách sạn nhiều tiết kiệm một đêm tiền phòng là một đêm dù sao hắn cũng biết hai người còn trông cậy vào chút tiền kia sống qua ngày đây vậy ăn cơm tối rồi hãy đi phản ứng của diệp văn ngược lại khiến ninh như tuyết bất ngờ cô thật không ngờ sư huynh uất ức của mình vào lúc này lại có chút khí khái đàn ông không được nghĩ đến trong khách sạn đồ vật cũng không tiện nghi chúng ta thu thập thu thập cái này liền đi nếu đã quyết định vậy cũng sẽ không cần phải kéo dài thêm nữa đây không phải diệp văn thói quen hắn không biết trước kia thân thể này chủ nhân có dạng gì tính cách cùng thói quen bất quá hắn cũng không có hứng thú biết nếu đều giả bộ mất trí nhớ như vậy tính cách đại biến cũng không phải chuyện gì ghê gớm đơn giản thu thập một chút trên thực tế cũng không có gì tốt thu thập một bộ quần áo một cái túi nhỏ bên trong trang thư sơn phái một quyển điển tịch cùng với một ít thay quần áo vật sau đó chính là một thanh trường kiếm ngoài ra không còn đồ vật dư thừa ngay cả ninh như tuyết cũng không kém bao nhiêu Quần áo cô mặc trên người tuy sạch sẽ nhưng cũng có thể nhìn ra là một bộ quần áo cũ rất có ý niệm. Hai người như vậy hình tượng ngược lại là thật là nghèo kiết xác, nhìn Diệp Văn Chính mình cũng lắc đầu không ngừng. Cái này Thư Sơn phái cũng đích xác đủ nghèo túng, thật sự không có cái gì tồn tại tất yếu. Cầm tốt đồ vật, Diệp Văn lại sờ xuống ngực của mình, ngoại trừ còn hơi có đau đớn bên ngoài, nơi đó còn thiếp thân thu lấy kiếm chiêu bí tịch. Thứ này là bảo bối của hắn không thể không cẩn thận bảo quản ngoại trừ không muốn để cho người ta trộm đi cái này cũng đại biểu cho chỗ dựa lớn nhất để mình sinh tồn trên thế giới này ngẫm lại một chiếc nhẫn thần kỳ có thể triệu hoán võ công tuy rằng chỉ thành công một lần hơn nữa hắn còn không xác định về sau có thể triệu hoán ra võ công tốt hơn lợi hại hơn hay không nhưng là từ tin tức lấy được có thể biết đồ chơi này một tháng là có thể dùng một lần dù là một năm qua liền triệu hoán ra một quyển công phu tốt đó cũng là phúc duyên thiên đại nếu là không cẩn thận triệu hoán ra cái gì tuyệt thế thần công bí tịch vậy hắn về sau chẳng phải là muốn thế nào liền thế đó đến lúc đó chớ nói là quảng đại một cái nho nhỏ thư sơn phái chính là nhất thống giang hồ cũng không phải không có khả năng đương nhiên chính mình tuyệt đối sẽ không đi tu luyện cái kia trong truyền thuyết bảo điển dù là thật triệu hoán đi ra hắn cũng sẽ không luyện ngay khi diệp văn vô thanh vô tức miên man suy nghĩ Ninh Như Tuyết đã mua xong bánh bột ngô cùng một khối thịt khô, hơn nữa ở trong túi nước trót đầy nước sạch, dẫn Diệp Văn đi ra ngoài thành. Thẳng đến lúc này Diệp Văn mới ý thức được nguyên lai like mình hai ngày nay là ở trong khách sạn Huyện Thư Sơn, mà lúc này hai người rõ ràng là đang hướng ngoài thành đi đến, rất nhanh liền đi tới một có chút hoang vu đoạn đường. Có lẽ là nhớ tới sư huynh của mình đã quên không ít chuyện, Ninh Như Tuyết dọc theo đường đi còn giải thích cho Diệp Văn nơi hai người đi phía trước cách đó không xa có một ngôi chùa đổ nát, tuy rằng hỗn độn, nhưng tốt xấu gì cũng là nơi che gió che mưa, đêm nay hai người chúng ta có thể ở đó qua đêm, ngày mai Bạch Thiên lại đi tìm chỗ ở thích hợp. Đang lúc nói chuyện, cái kia đổ nát chùa miếu đã gần ngay trước mắt, chỉ là cái kia tàn tạ trong tường lộ ra ánh lửa biểu thị, nơi này tự hồ đã có người khác. Chương 4 Tân thủ dạy học chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong chùa miếu rách nát, một đám gia hỏa sắc mặt không tốt ngồi vây quanh một đống lửa không được đốt rất vượng, từ trên đống lửa tản mát ra mùi thịt nướng là có thể biết được đống lửa này ngoại trừ chiếu sáng ra còn có một tác dụng khác. Đỉnh điểm tiểu thuyết tay đánh tiểu thuyết, tất nhiên, lửa cũng có thể được sử dụng để xua đuổi côn trùng trong mùa này. Thời điểm ninh như tuyết cùng diệp văn tiến vào, mấy người này lập tức đem ánh mắt chuyển hướng trên người hai người, trong đó càng nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người ninh như tuyết mà trong đó để lộ ra một ít ý đồ để cho nàng cảm thấy rất là không thoải mái chỉ bất quá ở mặt ngoài nàng lại không có biểu hiện ra cái gì dị trạng tuy rằng thoáng nhíu mày nhưng là lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cho dù là đứng ở bên người diệp văn cũng giống nhau không phát hiện giang hồ cấp cứu mong các vị thuận tiện tuy nói nơi này là nơi vô chủ chẳng qua tốt xấu gì cũng có cách nói trước sau nhất là trong thế đạo này cho nên dù biết rõ nơi này không phải của đối phương ít nhiều vẫn nên chào hỏi trước để tránh xung đột không cần thiết những chuyện này diệp văn cũng hiểu chỉ là nếu sư muội của mình nguyện ý ra mặt hắn cũng liền vui vẻ ở một bên không nói lời nào huống hồ từ hắn quan sát đến xem trước mặt mấy vị này nhìn về phía mình hai người ánh mắt cũng không thân thiện lắm xì chẳng lẽ lại là đoạn xuyên việt giả kia phải trải qua quả thực tự như tân thủ dạy học chiến trong lòng oán thầm như vậy, trên tay thoáng dùng chút sức mạnh, phát hiện ngực tuy rằng mơ hồ đau, nhưng là đã ảnh hưởng không lớn, nếu quả thật có cái gì xung đột, sợ cũng không đến mức mặt cho người sâu xé. Có lẽ Diệp Văn như vậy ý nghĩ hơi có vẻ tiểu nhân, chỉ là như vậy hoàn cảnh xa lạ, không phải do hắn không cẩn thận ứng đối, bởi vậy nhìn người cũng tận lực hướng chỗ xấu suy nghĩ. Huống chi, trước mắt này mấy vị nhân huynh, đối đãi bên cạnh mình này sư mùi ánh mắt làm cho hắn nhớ tới đã từng ở bên đường lẫn nhau, có chút bất nhập lưu gia họa ánh mắt ghê tởm. Nhất là đã từng hắn còn trải qua chuyện tương tự dẫn phát đại xung đột, tuy rằng lần đó là bọn họ bên này đứng chính lý, nhưng có chuyện không phải ngươi có lý là được. Huống chi, hôm nay chính mình xuyên qua đến cái địa phương rõ ràng còn hỗn loạn hơn cả thế giới của mình, thời đại này vương pháp đối với một ít ác nhân có lẽ cũng kém tới cực điểm chỉ bằng hai người mình mang theo binh khí lung tung khắp đường cái quan sai cũng không tới hỏi hai câu cùng với đi khách sạn dừng chân lão bản cũng không có bởi vì nhìn thấy binh khí liền chạy đi báo quan liền đại khái nhìn ra dựa theo diệp văn trong đầu sở biết một ít lịch sử thường thức các triều đại đối với binh khí đều là nghiêm khắc quản chế mà đối với những vật phẩm này khuyết thiếu hữu hiệu quản lý thời kỳ cơ bản đều là một ít tương đối hỗn loạn niên đại bởi vậy Diệp Văn từ hai ngày nay chứng kiến cùng chính mình suy đoán liền cho ra như vậy một cái kết luận, đương hôm nay hạ sa không bằng chính mình tại thư sơn huyện thành ở giữa chứng kiến Thái Bình như vậy. Trên đường tới nơi này, hắn cũng nói bóng nói gió cùng sư muội mình đàm luận qua thế cục đương kim, cuối cùng biết được giai cấp thống trị thế giới này tuy rằng vị trí ngồi vẫn vững chắc như trước, chỉ là thổ phỉ cường đạo các nơi cũng không ít, thường thường sẽ nghe được nơi nào lại xuất hiện một đám ác phỉ hoặc là vị đạo tặc nổi danh nào bị ai đó bắt được cũng hoặc chém giết. Trong loại hoàn cảnh này, một đám vô luận hình tượng hay là ánh mắt cũng không lớn thân thiện gia hỏa xuất hiện ở trước mặt mình, không phải do Diệp Văn không cẩn thận. Đang do dự có nên kéo sư muội nhà mình rời khỏi nơi này hay không, đổi địa phương nghỉ ngơi, liền thấy sư muội mình túng ống tay áo mình, kéo mình đến một góc trong phòng. Xem ra ninh như tuyết đối với công phu của mình rất là tự tin, cho nên nàng căn bản cũng không sợ mấy tên ác hình ác trạng này sẽ làm ra chuyện gì có lẽ trong lòng vị sư muội này của diệp văn mấy tên này bất động là được nếu có ý đồ bất lương gì không thể thiếu đêm nay sẽ đại khai sát giới coi như vì dân trừ hại tuy rằng những ý nghĩ này chưa từng cùng diệp văn nói qua nhưng là từ hôm nay hành vi như vậy diệp văn liền đoán được cái không rời mười hơn nữa chuyện kế tiếp cũng cùng diệp văn đoán không kém bao nhiêu mấy tên kia vốn cùng mình hai người coi như bình an vô sự, dù sao hai người đều cầm binh khí, từ phương thức làm việc cùng với nói chuyện đến xem liền biết là người trong võ lâm, mấy người cũng không muốn thêm vào sinh sự. Nhưng đợi đến khi mấy vị nhân huynh kia uống chút rượu ăn chút thịt, có lẽ là bởi vậy mà tăng thêm can đảm. Đương nhiên cũng có thể là phát hiện đến Diệp Văn lúc này có thương tích trong người, tự hồ hành động không tiện, cho nên tụ cùng một chỗ nói thầm vài câu về sau, một đoạn cũ rích rồi lại luôn luôn xuất hiện tình tiết tại diệp văn trước mặt trình diễn. Tiểu tử, đại gia hôm nay cao hứng, không muốn giết người, mau cút đi. Trước đó một người trở tay lấy ra một thanh đại đao, đao kia cũng không tính là bảo vật gì, nhất là lưỡi đao chỗ đó hố hố trũng rõ ràng là đã dùng thật lâu. Nhưng từ điểm này cũng có thể nhìn ra hán tử này chỉ sợ không phải là một nhân vật dễ đối phó, đao kia dùng thành như vậy rõ ràng là nhiều lần cùng người giao thủ mà lâu như vậy người này lại một chút chuyện cũng không có đứng ở chỗ này có thể thấy được người này hoặc là công phu vượt qua thử thách hoặc là có thủ đoàn bảo vệ tính mạng gì đó không muốn người khác biết nhưng vô luận từ điểm nào đến xem đối với diệp văn hai người mà nói cũng không phải là tin tức tốt lành gì diệp văn nhìn ra ninh như tuyết cũng nhìn ra dù sao hoàn cảnh trưởng thành của ninh như tuyết so với diệp văn còn ác liệt hơn nhiều ngược lại vì sư huynh kia hai tay không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, đối với những kinh nghiệm giang hồ này ngược lại không quen thuộc lắm. Mà sư huynh trong lòng ninh như tuyết vẫn là tên ngốc không hiểu lý lẽ kia, huống chi bây giờ còn có thương tích trong người, càng nguy hiểm hơn chính là còn mắc chứng ly hồn, ngay cả mình là ai cũng không nhớ được. Dưới tình huống như vậy, nếu là cùng người động thủ sợ là giữ nhiều lành ít. Huống chi công phu của sư huynh này vốn là bình thường, nàng lại càng không dám để cho hắn ra tay. Bởi vậy chỉ thấp giọng dặn dò. Lát nữa nếu động thủ, ngươi cứ ở lại đây đừng động đậy. Ngẫm lại như vậy tựa hồ không an toàn lắm, liền đổi giọng. Ngươi vẫn nên tìm một chỗ an toàn trốn đi. Dựa theo suy nghĩ trong lòng nàng, sư huynh đáp ứng còn tốt, nếu không đáp ứng sợ là càng thêm khó làm. Mà hết lần này tới lần khác dựa theo phán đoán của mình, vị sư huynh này sợ là sẽ không đáp ứng khả năng lớn hơn là cùng mấy vị nhân huynh này lý luận một phen, ước gì tại chỗ để cho mấy vị này buông đồ đao lập địa thành Phật, từ nay về sau một lòng hướng thiện không còn làm ác nữa. Nào biết từ sau khi mắc chứng ly hồn, sư huynh này dường như đã thay đổi thành một người khác, câu trả lời lúc này khiến nàng rất kinh ngạc. Ta hiểu, nếu xung đột ngươi chỉ cần chém người, không cần để ý ta. Ta biết bảo vệ mình như thế nào. Hai chữ dịp văn kia khiến khóe miệng ninh như tuyết co rút, trong lòng lại càng hoảng sợ. Chém người. Sư Huynh nói chuyện trắng trợn như vậy từ khi nào? Hai người đối thoại trận này, đối diện đại hán kia vốn còn lại nhải nói một ít không có dinh dưỡng nói nhảm, phần lớn đều là cái gì nhà đầu về sau theo ta, cam đoan ngươi ăn ngon uống cây khoái hoặc vô biên. Hoặc là đừng tìm không được tự nhiên. Hôm nay đại gia không muốn gặp Hồng. Nhưng là thấy người ta hai người căn bản là không có mắt nhìn qua chính mình, phía sau mấy huynh đệ cũng bắt đầu ồn ào, chính mình thể diện quả thực có chút không hạ được. Lão Lý, hai con búp bê kia căn bản không để ông vào mắt. Cổ họng này rốt cục làm cho đại hán này bộc phát, đại đao trong tay vung lên mắng một câu. Rượu mời không thích uống rượu phạt, đợi ta đem tiểu bạch kiểm này chặt thành mười khối, lại hảo hảo thu thập tiểu nương bị ngươi, đến lúc đó để cho mấy huynh đệ cùng nhau vui vẻ a. À. Hắn ngược lại đem Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết coi là một đôi loại hiểu lầm này Diệp Văn ngược lại không coi ra gì, về phần câu đùa giỡn cuối cùng kia lại càng không thèm để ý, năm trước đi ra ngoài đánh nhau ẩu đã sự tình, nếu là đụng phải nữ nhân, so với cái này còn khó nghe hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Dũng mãnh hơn chính là có nữ nhân sẽ trả lời một câu. Chỉ sợ các ngươi những phế vật này cùng tiến lên cũng bất bình lão nương. Chỉ là hắn đã quên hôm nay thân ở cũng không phải lúc trước thế giới kia, một ít quan niệm cũng không có hắn thời đại kia như vậy tiên tiến nữ tử bình thường nếu đụng phải đùa dẫn như vậy sợ là xấu hổ phẫn nộ tại chỗ sẽ chết bất đắc dĩ, cho nên cái kia họ lý hán tử câu nói cuối cùng có thể xem như đốt lên ninh như tuyết cái này thùng thuốc nổ. Lời còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm trong tay ninh như tuyết đã rời vỏ mà ra mang theo một mảnh kinh hồng, diệp văn đứng ở một bên cũng chỉ nhìn thấy trước mắt một trận bạch quang lóe ra, sau đó từng mảnh bóng kiếm liền đem đại hán kia che ở giữa. Theo một trận đinh đinh đang đang giòn vang, binh khí của hai người cũng không biết trong nháy mắt đụng phải bao nhiêu cái. Theo lý thuyết, một thanh trường kiếm dù có hoàng mỹ cũng không thể cứng đối cứng với đại đao, nhưng trường kiếm của Ninh Như Tuyết mỗi lần đều đánh vào chỗ lực yếu của đại đao hán tử kia, nhìn mạnh tự hồ là cứng đối cứng, trên thực tế bên trong lại có đại học vấn. Đứng ở một bên Diệp Văn nhìn không được mấy lần mồ hôi liền xuống, hắn ban đầu còn tưởng rằng thế giới này võ công cũng liền như vậy sự tình, mặc dù có nội lực cái này thần kỳ đồ vật, nhưng là trên kỹ xảo hẳn là không bằng chính mình học những đồ chơi kia, trên thực tế hắn học cũng không phải cái gì tinh diệu công phu. Thậm chí trong nhận thức ban đầu của hắn, công phu của sư muội tiện nghi này mặc dù mạnh hơn Diệp Văn ban đầu, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem ra, tiện nghi sư muội này nếu là muốn giết chết sư huynh của mình cường đoạt trưởng môn vị, sợ là không cần ba hiệp. Đây là căn cứ vào một ít đoạn ngắn luyện công trong đầu tiến hành so sánh từ đó cho ra kết luận mà ngay khi diệp văn thầm nghĩ, may mắn hai ngày này không đắc tội vị đại tiểu thư này, lúc đó đại hán kia mắt trái nhìn phải liền muốn nuốt hận dưới kiếm, nên như tuyết hận hắn ra miệng không kém một lòng muốn chém chết hắn tại chỗ, đang vội vàng hoảng hốt hướng huynh đệ nhà mình xin giúp đỡ, điểm máu chốt quá cứng, các huynh đệ cứu mạng, sau đó liền nhìn thấy mấy hán tử vốn còn đứng ở bên cạnh đóng lửa bá bá rút ra binh khí, sau đó như ông vợ tổ vọt lên vốn cái này cũng không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác mấy người trong đó có lẽ là thấy ninh như tuyết nơi đó người không ít, phỏng chừng mình đi lên cũng không có vị trí, cương nhiên hơi chuyển phương hướng về phía mình. Kháo. không mang theo như vậy a, à, ta còn chưa nói kết cục đâu. Chỉ là hắn oán giận như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại trên thân thể nếu so với đầu làm ra hành động trước, thuận tay từ vách tường bên người móc ra một khối đá, trở tay liền ném ra ngoài thạch đầu vừa ra tay liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai trọng chuông đập vào mặt người đàn ông phía trước nhất đáng thương tên này ngay cả tên họ nhà mình cũng chưa báo nửa câu ngoan thoại cũng chưa kịp nói đã bị đập ngất tại chỗ ngã trên mặt đất không thể động đậy chương 5 tam tiên kiếm ra bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong miếu đổ nát vài tên đại hán vây công một nữ tử trẻ tuổi đại đao trong tay vung hổ sinh phong nhưng chính là công không tới trước người nữ tử kia, mỗi lần đại đao chém xuống, đều sẽ bị trường kiếm trong tay nữ tử kia đập qua một bên, tuy rằng thế đi không giảm, chỉ là địa phương chém xuống đã không phải là địa phương mình muốn chém trước. Đỉnh điểm tiểu thuyết tay đánh tiểu thuyết, bất quá mấy hán tử thay nhau ra tay, nữ tử kia trong khoảng thời gian ngắn bận rộn ứng đối, cũng không có nhàn hạ phản kích, cho nên đầu này ngược lại lâm vào dàn co. So sánh với bên này đánh nhau náo nhiệt, bên kia liền có chút quỷ dị. Diệp Văn Thuận tay ném ra một tảng đá về sau, lại nhanh chóng đưa tay chụp xuống một tảng đá khác, ánh mắt trực ngoắc ngoắc nhìn chầm chầm trước mặt cái kia mấy cái hung thần ác sát gia hỏa. Đây hoàn toàn là hắn nguyên bản lúc đánh nhau lưu lại thói quen, thấy người xông lên trước tìm cái tiện tay đồ chơi ném ra ngoài, sau đó thừa dịp đối phương hoảng loạn thời điểm hoặc là xông lên đánh một trận, hoặc là xoay người bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào, dù sao mình cũng chiếm tiên cơ. Lúc này đây lại không giống, đối phương tự hồ không ngờ tới mình lại lựa chọn phương pháp ứng đối như vậy, một đám ngược lại sững sờ ở nơi đó, một người trong đó còn ngồi sổng xuống đẩy đẩy tên gia hỏa bị đập ngã kia. Lão Tứ Lão Tứ Đưa tay dò xét hơi thở, sau đó chửi ầm lên. Em đi, Lão Tứ bị tiểu tử này một tảng đá đập chết, các huynh đệ thay Lão Tứ báo thù. Muốn nói Lão Tứ này cũng coi như xui xẻo, hắn coi như là Lão bánh quẩy hành tẩu trên đường nhiều năm, giang hồ hiệp khách gặp không ít võ lâm nhân sĩ trẻ tuổi lại càng không biết gặp qua bao nhiêu trong đó rất nhiều mới ra đời không rành thế sự mau đầu tiểu tử cũng thường xuyên muốn tìm bọn hắn ca mấy cái phiền toái mượn cái này cho mình tăng lên chút danh tiếng nhưng những tên kia hoặc là bày rõ xe ngựa muốn cùng mình đơn đối đơn hoặc là trực tiếp xông lên cùng đám người mình liều mạng mặc dù là có mấy cái thiện trường phi đao ám khí cũng sẽ trước hô một tiếng tặc tử xem tiêu chưa từng thấy qua một tên vô thanh vô tức trực tiếp ném ám khí ra như vậy. Hơn nữa còn ném một tảng đá lớn. Này không giống như là hiệp khách trong võ lâm, ngược lại giống như là những kia bắt nạt kẻ yếu sợ cứng lưu manh vô lại. Hắn không có khả năng biết Diệp Văn Thân là một tên quan vinh người xuyên việt, nắm giữ rất nhiều bên đường ẩu đã đánh nhau kinh nghiệm, tại Diệp Văn xem ra, hết thảy có thể đối với mình có lợi phương pháp đều có thể dùng ra về phần trước khi ném đồ còn phải hô to một tiếng xem tiêu cũng không phải cùng hòa khí luận võ bây giờ là sinh tử tương bác thời điểm trước mắt hắn cũng không cần thiết thay địch nhân suy nghĩ chính là loại này nhận thức thượng vấn đề dẫn đến hắn xông quá mạnh không có đề phòng diệt văn phi thạch kết quả ở giữa đầu một mạng nhà ma coi như là xui xẻo tới cực điểm đã chết vốn tưởng rằng chỉ là bị chính mình đập ngất xỉu mà thôi không nghĩ tới cương nhiên thoáng cái liền đưa đối phương đi gặp diêm vương diệp văn cũng bị dọa nhảy dựng bất quá cái này không ảnh hưởng động tác trên tay hắn thấy mấy người lại muốn xông lên tảng đá trên tay lại một lần nữa bay ra ngoài lúc này đây mấy cái hán tử rõ ràng đã có chuẩn bị không có giống trên mặt đất vị kia lão tướng như vậy bị đập chết tại chỗ mà là lấy tay bảo vệ đầu sau đó giơ lên trong tay đủ loại gia hỏa bao đầu liền hướng diệp văn đập xuống về phần diệp văn hắn tại ném ra trên tay tảng đá về sau, thuận tay lại bắt một nắm đất. Cái kia đoạn trên tường không chỉ có là khối lớn tảng đá cũng có bụi đất, thuận tay một tay còn mang theo cục đá hạt cỏ dại các loại vật sự, sau đó thuận tay dương lên, cái này một bó lớn loạn thất bát tao đồ chơi bổ đầu che mặt liền hướng mọi người bay qua. Trong đó mấy khối thật nhỏ khối đất bay hơi chút nhanh chút ít, mấy cái này không kịp phản ứng hán tử bởi vậy mê mắt, từng cái chữ ầm lên, xú tiểu tử. Em đi ánh mắt của ta. Thật con mẹ nó vô sĩ, có can đảm cùng gia gia người ta đường đường chính chính khoa tay múa chân. Phi. Mấy người sống vai sông lên còn không biết xấu hổ nói cái gì đường đường chính chính. Diệp Văn cười mắng một câu, vấn đề ở trong tay trường kiếm lúc này cũng đã rút ra, nhìn thấy đám người này bị chính mình ném ra bụi đất quấy nhiễu tầm mắt, cũng không đợi bọn họ phục hồi tinh thần, để kiếm liền sông lên. Em đi, hôm nay không giết bọn họ, lão tử sẽ bị bọn họ giết. Sợ cái lông, cũng không phải chưa từng chém người. Tâm lý không ngừng tự nói với mình như vậy, trường kiếm trong tay lập tức như linh xà thổ tâm đâm ra ngoài. Hắn ngược lại cũng có chút thưởng thức, trường kiếm giết người ngoại trừ gọt một ít chỗ trí mạng như là ít hầu, muốn giết người chủ yếu dựa vào đâm cùng chọn, không có lấy trường kiếm làm dưa hấu đao để dùng. Hơn nữa tâm lý hạ quyết tâm, một kiện này đâm đó là vừa nhanh vừa vội tâm lý hắn mặc niệm lời kia còn chưa nói xong trường kiếm trong tay chính là dừng lại sau đó liền truyền đến một trận cảm giác trở ngại cùng các vật thể đâm trúng rồi trong lòng thoáng có chút hoảng hốt cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại lúc này không phải thời điểm do dự trong tay lập tức căng thẳng cánh tay dùng sức trút ra sau đó nương theo tiếng ma sát của trường kiếm cùng dục vọng một trận chất lỏng màu đỏ tươi phun ra suýt nữa phun ra một thân diệt văng nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh nhảy về phía sau một bước sợ là muốn tại chỗ sâu một chút cái gì gọi là huyết nhiễm phong thái một kiện tấu công trên tay cũng không dừng lại thậm chí hắn cũng không có suy nghĩ cái gì ta giết người ta giết người các loại đồ vật lương tâm cũng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi chẳng lẽ ta sinh ra đã thích hợp với cuộc sống này nghi vấn như vậy ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó trường kiếm trong tay liền từ trên cổ một tên từ trong bụi đất lao ra một vòng người nọ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã cảm thấy cổ lạnh lẽo sau đó chính là từng mảnh màu đỏ lại là một dội máu tươi phun ra lúc này đây diệp văn lại lóe qua lúc này không tính sớm nhất ngã trên mặt đất cái kia lão tứ hướng diệp văn xong tới hán tử chỉ còn lại có một cái hết lần này tới lần khác người này đang dụi mắt trong ba người này liền đếm hắn bị cái kia bả bụi đất tai họa thảm hại nhất ngay từ đầu hắn chính là mắng lợi hại nhất, Diệp Văn phán đoán hắn là trúng chiêu sâu nhất, bởi vậy đem hắn lưu tới cuối cùng, đây cũng là từ nhiều năm ẩu đã bên trong lấy được kinh nghiệm. Mà lúc này mặt khác hai người trước sau bị Diệp Văn miễu sát, còn lại người này mới kham kham khôi phục một chút thị lực, mà hắn vừa mở mắt nhìn thấy hình ảnh chính là huynh đệ của mình cổ phun ra từng mảnh máu tươi ngã trên mặt đất, mắt thấy là không sống nữa. Cảnh tượng như vậy làm hắn sợ đến mức gan gan muốn nứt ra, hắn không rõ vì sao chỉ trong chốc lát huynh đệ của mình đã chết hết rồi nhưng là không đợi hắn quyết định mình là vì huynh đệ báo thù hay là lập tức chạy trốn cái kia vốn thoạt nhìn không có gì uy hiếp thanh niên đã mang theo trường kiếm hướng mình vọt tới điều này làm cho hắn lập tức đem những thứ kia loạn thất bát tao ý nghĩ ném qua một bên nhiều năm kinh nghiệm làm cho hắn hung tính bộc phát ra trong miệng mắng to một câu tiểu tử muốn chết liền muốn vung lên lan nha bỗng đem cái này dết hảo huynh đệ của mình ra hỏa nện thành bánh thịt. Nhưng câu nói kia mới ra khỏi miệng, liền không thể không nuốt trở về, đổi thành từng đợt nghe thấy thương tâm, thấy người rơi lệ khóc trống cùng với tiếng nức nở. Hết thảy nguyên do, tất cả đều là bởi vì Diệp Văn trong tay mặc dù mang theo trường kiếm, nhưng là vừa ra chiêu nhưng là chạy tới hạ tam lộ mà đi, đại hán kia chỉ chăm chăm nhìn chầm chầm Diệp Văn trường kiếm, ngược lại là đã quên đề phòng địa phương khác bị Diệp Văn xem chuẩn cơ hội trực tiếp một cước tới cái gà bay trứng vỡ. Diệp Văn một cước này thế nhưng là dùng đủ khí lực, hắn tin tưởng vững chắc tại chính mình như vậy toàn lực thi hành, coi như là đạn thép cũng sẽ bị đạp thành bánh sắt, huống chi là cái gì khác. Sau đó thừa dịp đối phương không thể động đậy, bị vây trong trạng thái cứng ngắc, Diệp Văn rất ung dung dùng trường kiếm vạch lên động mạch cảnh đại hán, kết thúc thống khổ của hắn. Ngay cả giết bốn người, ngoại trừ cái thứ nhất thuộc về ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, ba cái khác đều là trực tiếp chết ở dưới kiếm của hắn, nhất là cái cuối cùng, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn không giết nhưng là hắn lại không chút do dự giết, cái này làm cho Diệp Văn có một chút không chân thật cảm giác. Đơn giản như vậy. Ta liền giết bốn người. Nhìn trên mặt đất nằm bốn cái thi thể, cùng với phun khắp nơi đều là màu đỏ chất lỏng, hắn không thể không thừa nhận chính mình đích thật là nhẹ nhàng buông lỏng liền đánh ngã bốn cái đại hán, hơn nữa chính mình tự hồ còn có dư lực. Vừa nghĩ tới chính mình còn có dư lực, hắn chợt nhớ tới đối phương cũng không chỉ bốn người này, quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nhà mình cái kia tiện nghi sư muội vừa vặn mượn đối phương mấy người vây công khe hở, tiện tay vẫy ra một mảnh màu vàng vật sự. Sau đó thừa dịp đối phương lúng cuốn tay chân công phu trở tay một kiếm kết quả phía sau cái kia luôn quấy rầy nàng gia hỏa sau đó xoay người lại cùng một cái khác công phu yếu kém gia hỏa triền đấu lên, nhìn nàng ra chiêu hung mảnh, rất rõ ràng là muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý hắn, sau đó tập trung tinh lực đi đối phó cái kia công phu tốt nhất gia hỏa. Nhìn chung quanh, cái kia trước hết lên tiếng đùa dẫn gia hỏa đã sớm nằm trên mặt đất. Ninh như tuyết hận hắn ôn ngôn quế ngữ, ngay từ đầu đã hạ quyết tâm muốn giết hắn trước, cho nên hắn là người ngã xuống sớm nhất chỉ sợ cũng chỉ có cái kia xui xẻo lão tứ so với hắn ngã xuống trước những người khác đều không có hắn đi sớm chính vào lúc này ninh như tuyết một kiếm chém đứt ngón tay hán tử đối diện khiến binh khí rời tay ngay sau đó vài bước vượt qua một kiếm đâm chết lại không nghĩ tới lần này kích phát hung tính của hán tử kia cương nhiên tay không cầm trường kiếm của ninh như tuyết hô to một tiếng đại ca báo thù thay các huynh đệ cũng là hắn đã thấy được tình huống chung quanh biết huynh đệ mình đã chết sạch sẽ, đành phải kỳ vọng đại ca công phu nhà mình tốt nhất giúp chúng huynh đệ báo thù rửa hận. Thậm chí còn lợi dụng thân thể mình vây khốn binh khí đối phương, để tiện cho đại ca trước tiên giết chết bà nương hung hãn này, quay đầu lại một mình đối phó với tiểu tử kia. Thậm chí vì tránh cho đối phương bỏ kiếm mà chạy, cùng nhau bắt lấy cánh tay đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng đại hán kia rống giận một tiếng, vùng lên một đôi nắm tay ném lên đầu ninh như tuyết chỉ nhìn thanh thế nắm đấm này, nếu là bị đập thật, sợ là ninh như tuyết cái đầu này so với dưa hấu cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà lúc này ninh như tuyết bởi vì cánh tay bị bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm kia hướng mình nền tới. Đúng lúc này, bên cạnh thanh âm vang lên một tiếng trống to. Xem kiếm. Sau đó liền thấy một đạo kiếm quan đâu đầu chém về phía đại hán kia, chỉ là kiếm này tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng bị đối phương nghiêng người né tránh, chỉ là cứ như vậy lại bị ép dừng thế công của mình để cho ninh như tuyết chuyển nguy thành an ninh như tuyết vốn đang thở phào nhẹ nhõm muốn rút trường kiếm ra rồi đi cứu sư huynh nhà mình nàng không cho rằng diệp văn có thể đánh qua hán tử kia có thể kéo dài được nhất thời nữa khắc trợ nàng thoát khốn đã là cực hạn lại không nghĩ tới kiếm quan của diệp văn đột nhiên biến đổi bá bá lại là hai cái sau đó liền thấy hán tử kia đưa lưng về phía diệp văn mà ngực 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 lại vươn ra một đoạn mũi kiếm. Chương 6 Treo giải thưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đoạt mệnh liên hoàng tam tiên kiếm Quả nhiên danh bất hư truyền Rút trường kiếm ra khỏi ngực hán tử, trong lòng lẩm bẩm một câu Kim đại nhân thật ra không có gạt người Sau đó đùa dẫn cái đẹp trai, tay phải cầm kiếm đùa dẫn cái kiếm hoa ngạo nghệ tại chỗ, đồng thời thầm nghĩ Lúc này cái kia tiện nghi sư muội ít nhiều có thể đối với ta có chỗ thay đổi rồi. Nhìn trộm, không ngờ ninh sư muội của mình lúc này đang dùng trường kiếm không biết từ đâu tìm được giải trách lau mình. Trường kiếm của nàng vừa rồi cũng giết không ít người, mặt trên cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Đỉnh điểm tiểu thuyết tay đánh tiểu thuyết, trên thực tế diệt văn trường kiếm cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa hai người dùng cũng không phải cái gì tuyệt thế bảo kiếm, không có cái gì nhỏ máu không dính thần kỳ công năng, bởi vậy mỗi lần dùng xong đều phải hảo hảo bảo dưỡng một phen miễn cho không dùng được hai ba lần liền tuyên cáo báo hỏng không thể lại dùng cho nên ninh như tuyết lúc này trước hết nghĩ đến chính là bảo dưỡng trường kiếm của mình về phần kiếm pháp của sư huynh mình vì sao trở nên lợi hại ngược lại là ở thứ hai chỉ là trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc không rõ sư huynh vừa rồi dùng là kiếm pháp gì như thế nào lại sắc bén như vậy xem tư thế kia tựa hồ không phải kiếm pháp của bản phái Thư Sơn Phái là một môn phái nhỏ, võ công trong phái cũng không có gì thần kỳ, ước chừng cũng chỉ tốt hơn một chút so với những võ quán bình thường kia, mặc dù gặp phải võ quán hơi lớn một chút cũng không có chỗ nào hơn người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thư Sơn Phái trải qua sáu đời trưởng môn nhưng Thủy chung không có phát triển gì lớn, ngược lại càng ngày càng suy sụp. Dù sao đương kim người học võ, phần lớn đều là vì thành tựu hiệp danh một đời, thứ hai một chút cũng phải học được một ít tài nghệ tốt bảo đảm tính mạng thân gia mà những thứ này đều có một điều kiện tiên quyết chính là học được võ công tốt cho nên vô luận là người nào cũng không để ý đến phái thư sơn võ công thư thất bình thường không ai đến bái sư môn phái nho nhỏ này tự nhiên càng ngày càng xuống dốc chỉ thấy diệp văn sư phụ duy nhất hai cái đồ đệ còn đều là chính mình từ dưới chân núi nhặt được vứt bỏ trẻ sơ sinh là có thể biết được một hai bởi vậy trong thư sơn phái quả thật không có cái gọi là tuyệt học hoặc bí truyền gì bộ thư sơn kiếm trong môn cơ bản đã bao hàm tất cả chiêu thức của tiểu môn phái này ngoại trừ lúc nhập môn học một ít quyền cước trưởng kiếm cơ bản ra ninh như tuyết cùng diệp văn luyện đều là bộ kiếm pháp này nhưng là vừa rồi diệp văn sử dụng kiếm chiêu cũng không phải thư sơn kiếm bên trong bất kỳ một chiêu một thức nào tuy rằng thoạt nhìn cùng có chút chiêu thức tương tự nhưng là tuyệt đối không phải chuyện như vậy, huống chi thư sơn kiếm pháp tuy rằng ngắn gọn nhanh chóng nhưng không có sắc bén như vậy. Trong lòng không rõ đây là vì sao Ninh Như Tuyết sau khi thu xong trường kiếm liền ở trên người mấy tên tạc nhân lật tới tìm lui, trong đầu thì đang không ngừng tự hỏi biến hóa kỳ quái mấy ngày này của sư huynh nhà mình. Ngày đó lúc luận võ cũng chưa từng thấy hắn sử dụng qua, chẳng lẽ khi đó hắn còn không biết chiêu này nhưng mấy ngày này hắn đều ở cùng một chỗ với ta, cũng chưa từng thấy hắn diễn luyện qua võ công gì thật sự là kỳ quái diệp văn cũng không biết chính mình bởi vì dùng ra tam tiên kiếm chọc cho ninh như tuyết đối với hắn một trận hoài nghi hắn đang cùng ninh như tuyết giống nhau ở trên người mấy hán tử tìm kiếm một ít đồ vật đáng giá vốn hắn còn không rõ ninh như tuyết đang làm gì bất quá khi hắn nhìn thấy sư mùi tiện nghi của mình từ trên người một hán tử lấy ra mấy khối bạc vụn lập tức liền hiểu được đen ăn đen a à đem cướp bóc gia hỏa xử lý ngược lại đem đối phương tài vật cướp đoạt sạch sẽ, ngược lại đích xác tính là hắc ăn hắc, huống chi cái gọi là võ lâm nhân sĩ, dù cho tự xưng chính đạo, trên thực tế cũng cùng về sau trên ý nghĩa bang phái phần tử không có gì khác nhau. Cho nên Diệp Văn định nghĩa hành vi của Ninh Như Tuyết như vậy cũng không sai. Hơn nữa hai người lúc này kinh tế tình huống thật sự là có đủ hỏng bét, nếu là không nghĩ ngày mai ngày mốt bắt đầu cũng chỉ có thể chịu đói chịu lạnh lời nói. Như vậy nhanh chóng tìm chút tiền bạc mới là đứng đắn. Hôm nay có đưa tới cửa tiền bạc, hắn không có lý do gì không nhận. Bất quá kỳ quái chính là, dịp văn trên mặt đất thường thường sẽ phát hiện một ít đồng tiền, điều này làm cho hắn có chút mặt danh kỳ diệu, nghĩ mãi không ra mấy người chém giết như thế nào còn rớt ra này rất nhiều đồng tiền. Mà rất nhanh hắn liền nhớ tới, Ninh Như Tuyết vừa rồi trong lúc đánh nhau đột nhiên đổ ra một mảng lớn đồ vật vàng ống khi đó động tác quá nhanh hơn nữa càng chú ý động tác trên tay mấy người ngược lại không để ý ninh như tuyết ném cái gì hay là ném đồng xu làm ra như thế suy đoán đồng thời diệp văn đem trên mặt đất đồng tiền từng viên từng viên thu thập đến trong tay đồng thời hắn cũng nhìn thấy sư muội của mình tại vơ vét bên người mấy thi thể tài vật sau quả nhiên cúi đầu trên mặt đất tìm tới tìm lui thường thường nhặt lên một quả đồng tiền sau đó cẩn thận cất kỹ sư muội Người chiêu này càng không ném khiến cho ngược lại là vừa đúng a. À. Có lẽ là không khí quá áp lực, hoặc là hai người đều không nói lời nào chung quanh lại nằm đầy đất tử thi để cho Diệp Văn rất là không quen, cho nên mở miệng nói đùa điều tiết không khí, đồng thời cũng làm cho chính mình cái kia bắt đầu phát trung tay có thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Không biết là nói hắn trì độn hay là cái gì khác, dết thời điểm không có cảm giác, đợi đến lật thi thể thời điểm ngược lại bắt đầu cảm thấy không thích ứng càng không ném một cái. Ninh Như Tuyết cũng không biết bộ công phu trong truyền thuyết này là cái gì, chỉ là nghe cái tên này tự hồ là một công phu rất lợi hại. Đó là tuyệt học của phái nào? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Văn dừng một chút, cuối cùng chỉ có thể bịa đặt loạn tạo bắt đầu nói dối. Cái này càng không ném một cái đích thật là môn tuyệt học, hơn nữa không phải bất luận cái gì môn phái công phu, công pháp trên thực tế rất đơn giản rõ ràng trên cơ bản bất luận kẻ nào đều có thể luyện thành chỉ là muốn thỏa mãn một điều kiện vừa nói tới võ công ninh như tuyết cũng không hề rối rắm với nguồn gốc kiếm pháp kỳ diệu của sư huynh mình mà bắt đầu tò mò tuyệt học mà ai cũng có thể luyện thành rốt cuộc là dạng công phu gì phải có tiền ninh như tuyết ban đầu còn vẻ mặt buồn bực bất quá khi nàng nhớ tới trong tay mình cầm đồng tiền lúc liền nhớ tới vừa rồi chém dết lúc vì ngăn cản đối phương mấy người mà tiện tay vẫy ra một mảnh đồng tiền. Trên thực tế đó là mình trong lúc đánh nhau không thể nghi ngờ liếc tới chỗ sư huynh của mình, vừa vặn thấy hắn vung lên một mảnh bụi đất cản trở tầm mắt đối thủ sau đó nhân cơ hội cướp lên giết địch. Trong nháy mắt đó nàng cảm thấy nếu như mình muốn nhanh chóng giết địch, phương pháp này không tồi. Chỉ là trong tay nàng lại không có chỗ thích hợp cào đất, lại không thể ở đánh tới một nửa thời điểm đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, cho nên dưới tình thế cấp bách tiện tay đem tùy thân tiền đồng vẫy ra ngoài, ngược lại thật không nghĩ tới cái gì khác. Sau đó nàng ngược lại cảm thấy loại hành vi này tự hồ không phải rất vẻ vang, huống chi còn là học trọng được từ sư huynh mình coi thường. Lúc này nghe Diệp Văn nói ra, nàng còn tưởng rằng Diệp Văn đang ám chỉ nàng, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Dù sao so với trưởng môn sư huynh dương thổ mê người mắc hạ tam lạng chiêu số tới đứng đắn. Dứt lời cũng không hề để ý tới Diệp Văn, hết sức chuyên chú cướp đoạt trên mặt đất mấy người tài vật mà diệp văn bị ninh như tuyết trừng như vậy có chút mặt danh kỳ diệu bất quá hắn thấy người ta không muốn để ý tới hắn cũng không có thói quen chủ động đi lên tìm mắng cũng không lên tiếng nữa chuyên tâm thu thập mấy thi thể tám người lưu lại tám bộ thi thể ngoại trừ bị diệp văn cắt cổ giết chết hai bộ mặt trên bởi vì phun quá nhiều máu tươi không cẩn thận sẽ để cho mình dính vào bên ngoài cái khác mấy người ngược lại là xử lý rất tốt rất nhanh hai người liền đem tám người này trên người tất cả có thể lấy ra đồ vật đều cho lật ra. Ngoại trừ quần áo trên người tám người còn lưu lại trên người không nhúc nhích ra, trên người bọn họ không còn thứ gì khác. Tổng cộng là 18 lượng bạc vụn, còn có hơn trăm đồng tiền, không ít a. À. Diệp Văn đối với sức mua của tiền tệ thế giới này hoàn toàn không có khái niệm, chỉ có thể từ sắc mặt dần dần chuyển quan của Ninh Như Tuyết phán đoán ra đây đã là khoản tiền lớn không nhỏ. Mà trừ lần đó ra, hắn còn tìm ra một ít bố cáo trên người mấy người. Lúc ấy không để ý tới, bây giờ ngược lại là có thể mượn ánh lửa hảo hảo nhìn xem, mấy cổ thi thể tuy rằng còn đặt ở nơi đó, bất quá đã bị hai người ném đến gốc, đóng lửa cũng một lần nữa tăng lên, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại đi đem thi thể vùi lấp. Vô luận như thế nào, giết người tóm lại là phạm vào vương pháp, cũng không phải là có thể tùy ý tuyên dương sự tình chỉ là Diệp Văn lấy ra mấy tấm bố cáo ngược lại là miễn đi phiền toái này của hai người. Ninh Như Tuyết vừa nhìn mấy tờ giấy này, lập tức nhận ra đây là vật gì, sau khi đoạt lấy nhìn kỹ hai lần, lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới mấy tên này cư nhiên còn là đạo tặc có chút danh tiếng ở vùng này, hiện giờ đang bị quan phủ truy nã. Lại nói tám đại hán này là ác phỉ nổi danh vùng xung quanh Thư Sơn, bình thường thích chặn đứng thương khách qua lại, cướp tiền tài, thỉnh thoảng cũng sẽ đã thương tính mạng người khác hơn nữa tám người này rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác vừa xuất hiện sẽ nhanh chóng xử lý đối phương sau đó bỏ chạy bởi vậy vẫn không bị người bắt được quan phủ bất đắc dĩ đành phải treo giải thưởng đuổi bắt kỳ thật tám người này ngoại trừ võ công của lão đại còn có thể ra mấy người khác cũng rất bình thường nếu quả thật gặp được cao thủ chính phần chính là phải đập đầu xuống phố ngay tại chỗ chỉ là mấy người này ánh mắt rất trộm nếu như cảm thấy điểm mấu chốt quá cứng rắn liền kiên quyết sẽ không ra tay cho nên làm ác tương đối một hồi nhưng thủy chung bình an không xảy ra chuyện gì mà hôm nay mấy người chính là phát hiện mình lọt vào treo giải thưởng ghé vào nơi này thương lượng có phải hay không muốn đi địa phương khác tránh gió lúc này mới bị diệt văn hai người gặp gỡ cho nên trên người mới có chính mình đám người đuổi bắt công văn chỉ là không nghĩ tới mấy người lần này cương nhiên thua ở hai cái thoạt nhìn tuổi tác không lớn người trẻ tuổi trên người ngoài trừ uống rượu mất đi thường ngày phán đoán lực bên ngoài, cũng là đối với một ít tình huống làm ra phán đoán sai lầm lúc này mới dẫn đến mấy người tử vong. Đầu tiên chính là đánh giá thấp công phu của Ninh Như Tuyết, lần thứ hai chính là coi Diệp Văn là hiệp khách thanh niên bình thường trên giang hồ, cuối cùng chính là lão đại võ công tốt nhất kia thật không ngờ Diệp Văn ở thời khắc cuối cùng sử dụng kiếm pháp lại sắc bén như vậy, còn chưa kịp phản ứng lại liền nuốt hận kiếm hạ. Diệp Văn ngược lại chiếm chút tiện nghi đánh lén có thể nói, mấy người nên mất mạng ở đây, cho nên mới có tình huống liên tiếp như vậy phát sinh. Chỉ là mấy người mất mạng lại cho Diệp Văn hai người mang đến không ít tiền bạc, nhất là tám người còn lọt vào quan phủ treo giải thưởng đuổi bắt, Diệp Văn hai người còn có thể dùng thi thể của bọn họ đi đổi lấy tiền thưởng. Nếu là như vậy, chớ nói kế tiếp ăn mặc chi phí, chính là một lần nữa tìm một chỗ mua một chỗ ở cũng không phải không được. Thấy mấy người tiền thưởng, Ninh Như Tuyết trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Mà Diệp Văn, tại nghe được mua cái chỗ ở thời điểm, đột nhiên không biết tại sao trong đầu một trận hoảng hốt, giống như có cái thanh âm đang không ngừng muốn nói cho hắn biết cái gì giống như. PS tối hôm qua xem liền hai trận bóng. Các loại đau trứng. Chương 7 Trọng lập môn hộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Môn phái trụ sở bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Khởi đầu mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Liên quan tới chiếc nhẫn suy đoán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trải qua gần một tháng tĩnh dưỡng, Diệp Văn thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc điều dưỡng sức khỏe, anh còn giám sát công việc của các thợ thủ công, thỉnh thoảng lại đưa ra một số ý kiến của mình. Giống như là hố lửa và hệ thống sưởi trong mấy căn nhà, những thứ đó toàn bộ đều xuất phát từ thiết kế của anh. Làm ra những thứ đồ chơi này, cái này còn đều là bởi vì lúc này mùa đông sưởi ấm càng nhiều chính là ý lại chậu than. Diệp Văn tại cùng thợ thủ công nói chuyện phím thời điểm cũng đã xác định tin tức này. Mà vị trí của Thư Sơn, vừa đến mùa đông tuy rằng không tính là đặc biệt rét lạnh, nhưng cũng sẽ có tuyết rơi. huống chi hai người hôm nay chọn vị trí ở trên sườn núi, thời điểm mùa hè còn có thể cảm thấy mát mẻ hợp lòng người, đến mùa đông nếu chỉ dựa vào chậu thang, sợ là sẽ không dễ chịu lắm. Bởi vậy Diệp Văn Ninh có thể tốn nhiều điểm tiền bạc, cũng muốn đem những này cơ bản qua mùa đông khí cụ chuẩn bị tốt nếu là đợi đến mùa đông thời điểm lại chuẩn bị chỉ sợ hai người trong tay tiền bạc xa không bằng lúc này giàu có đến lúc đó lại muốn lo lắng ngân lưỡng dụng hết lời nói lại nên làm cái gì bây giờ cho nên dứt khoát liền thừa dịp dư tiền tương đối nhiều thời điểm đem nên làm đều chuẩn bị tốt dù sao ở dịp văn xem ra chỉ cần chính mình còn ở nơi này những thứ này sớm muộn đều phải làm lên dù sao hắn cũng không muốn đợi đến mùa đông bị đông lạnh chịu lạnh hiệu quả sưởi ấm của chậu than mặc dù từ trên tivi cũng có thể nhìn ra không được tốt lắm. Ngồi ở chính mình tự tay thiết kế, cơ hồ nối liền toàn bộ phòng lớn giường sưởi phía trên, Diệp Văn ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận khống chế nội lực trong cơ thể mình tại trong thân thể di động, sau đó chậm rãi hướng ngón tay phương hướng dời đi. Trong những ngày này, hắn đã từ trong những đoạn ký ức vụn vặt của mình biết được, đôi sư huynh muội này căn bản là chưa từng luyện qua nội công cao thâm gì, chỉ luyện một ít pháp môn thổ nạp thô thiển mà những thứ này vẫn là trưởng môn đời thứ năm, cũng chính là sư tổ của hai người ở một lần nào đó xuống núi, từ trên người một tên giang dương đạo tặc nào đó tìm được. Lúc ấy tuy rằng không có vứt bỏ tánh mạng giết chết đối phương, vì Thư Sơn phái mang đến một khoản thu nhập cùng với một bộ nhập môn thổ nạp pháp quyết, chỉ là sư tổ này cũng bởi vậy bị nội thương nghiêm trọng, sau đó không lâu liền buông tay về tây. Mà bộ pháp quyết này, chỉ là ở trong thân thể chế tạo một cái cơ bản tuần hoàn càng nhiều tác dụng là bồi dưỡng khí cảm cùng với cường thân kiện thể, căn bản cũng không phải dùng để đối địch công phu tâm pháp. Diệp văn cơ hồ là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, luyện tới bây giờ 20 tuổi, vẫn là mông lung lung có một chút khí cảm, trong cơ thể nội lực yếu ớt đáng thương, nếu không phải diệp văn linh hồn trải qua xuyên qua khảo nghiệm, lại dung hợp một bộ phận còn chưa tiêu tán diệp trưởng môn tinh thần, cho nên tinh thần lực so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ thật chỉ huy không động này yếu ớt nội lực. Nhưng dù vậy, Diệp Văn cũng cảm thấy phi thường vui vẻ, dù sao tại thế giới kia của hắn, nội lực đồ chơi này thuộc về trong truyền thuyết đồ vật, rất nhiều người là chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ thân, nào nghĩ đến chính mình vừa xuyên qua liền bạch nhặt người khác tiếp cận 20 năm khổ tu có được thành quả, hắn lại có cái gì không hài lòng. Về phần nội lực này tự hồ nhỏ yếu một chút, yếu ớt đến ngay cả dùng để đối địch cũng không đủ, những thứ này hắn cũng không thèm để ý, theo hắn thấy, chỉ cần mình có thể dùng chiếc nhẫn này triệu hoán ra một quyển bí tịch nội công đến lúc đó vấn đề gì cũng được giải quyết cũng không biết đồ chơi này có thể triệu hoán ra bí tịch nội công hay không liếc mắt nhìn ngón tay phải của mình diệp văn tiếp tục chuyên chú thao túng nội lực trong cơ thể bởi vì nội lực yếu ớt hắn không thể không hết sức chăm chú mới có thể bảo đảm nội lực vận hành huống chi bây giờ đi tuyến đường kinh mạch này rất nhiều đều là hắn trước kia chưa từng dùng qua kinh mạch trúc trắc tắc cũng không dễ dàng vận hành có lẽ luyện thành thục còn có thể cổ vũ ra thần công gì đó. Trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm tự hồ không đáng tin cậy như vậy, Diệp Văn cười khổ lơ đỉnh, mà là tiếp tục thao túng nội lực đi về phía trước. Cổ nội lực yếu ớt này khi đi đến vị trí bả vai coi như thuận lợi, nhưng càng đi về phía bàn tay càng khó khăn. Cái này đều cùng Diệp Văn nội công bạc nhược, căn bản là không có học qua cái gì đem nội kinh vận cho trưởng thượng dùng để đối địch pháp môn có quan hệ, cho nên trên cánh tay kinh mạch chưa từng đánh thông qua mà những thứ này ở rất nhiều đại môn phái đều là cơ sở đồ chơi bởi vậy có thể thấy được thư sơn phái đến tột cùng có cỡ nào nhỏ yếu chỉ là phải trải qua rất nhiều võ công đều chú ý vận kình sử lực như thế nào cho nên nội lực vận hành đến nơi này tuy rằng tốc độ bắt đầu chậm lại bất quá tóm lại còn không có vấn đề gì nhưng đợi được bàn tay về sau phía sau liền càng thêm phiền toái diệp văn nhẫn đeo ở tay phải ngón trỏ nói cách khác hắn phải đem nội khí đưa đến trên ngón trỏ mới có thể đưa đến cái kia chiếc nhẫn ở giữa trong lúc này có mấy cái tắc nghẽn chưa thông kinh mạch còn cần diệp văn tự mình đã thông không thể thiếu lại là một trận dày vò tiêu hao đợi đến cuối cùng đem nội công vận chuyển đến trên ngón tay lúc diệp văn đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi trong cơ thể điểm kia ít nội lực đã tiêu hao không còn nếu như không phải đến thời khắc cuối cùng chiếc nhẫn kia tựa hồ có cảm ứng xuất hiện một trận lực hấp dẫn rất mạnh trợ giúp diệp văn sung huyệt thành công hơn nữa thật sự để cho diệp văn cảm giác được nội lực tiến vào đến chiếc nhẫn ở giữa về sau hắn chỉ sợ thật cho là mình thất bại mà sau đó trong đầu mình xuất hiện một đoạn thanh âm xác định hắn thật sự là thành công hấp thu năng lượng bắt đầu kiểm tra cường độ năng lượng kiểm tra xong liên tiếp thanh âm cơ hồ là tại trong nháy mắt liền nói xong nếu như không phải diệp văn tỉ mỉ đi phân biệt lắng nghe chỉ sợ hắn sẽ cho rằng mình vẻn vẹn là xuất hiện một trận ù tai khó trách lần đầu tiên triệu hoáng không nhận ra thanh âm này mặt khác thanh âm này cứng rắn không có chút nào cảm tình diệp văn nghe ngược lại cảm thấy có điểm giống là chính mình thời đại kia điện tử hợp thành âm có lẽ cái nhẫn này liền cùng những kia điện tử sản phẩm giống nhau đều chỉ là một loại thuần túy công cụ căn bản cũng không có cái gì gọi là tình cảm biết nói cũng chỉ là dùng làm một loại gợi ý bởi vậy khả năng muốn làm quen với đồ chơi này tựa hồ hoàn toàn biến mất vốn còn tưởng rằng là cái gì trong truyền thuyết linh vật pháp bảo hiện tại xem ra vẻn vẹn chỉ là cái tử vật cầm trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách diệp văn lần nữa nhìn nhẫn trên tay vừa rồi mấy câu nói kia lần nữa làm cho hắn đối với vật này có vài phần hiểu rõ ngoại trừ phán đoán thứ đồ chơi này hẳn là một vật chết không có chỉ số thông minh như vậy mình cũng không cần tốn tâm nghiên cứu nhiều hoặc là lo lắng thứ đồ chơi này là cái ma đạo khí cụ gì, thừa dịp mình không cẩn thận sẽ đoạt thân thể này các loại. Hẳn là một món đạo cụ có thể yên tâm sử dụng. Nhưng là nếu như là cái vật chết lời nói, như vậy nó là căn cứ cái gì tiêu chuẩn đến quyết định cho ta cái gì bí tịch đâu. Vấn đề này là nhất để Diệp Văn để ý vấn đề. Nếu như cái này chiếc nhẫn hoàn toàn tất cả đều là không có quy luật ngẫu nhiên phái đưa bí tịch, như vậy diệp văn liền cần tại sau đó trong một đoạn thời gian đánh cược vận khí như vậy trong vòng vài năm đánh cược ra một quyển tuyệt thế võ công còn tốt nếu không thể chính mình chỉ sợ chẳng khác nào đem thời gian phí công lãng phí ở cái đồ chơi này trên người dù sao vận khí thứ này hư vô mờ mịt căn bản không thể nào nắm giữ nếu là diệp văn thật sự đi xui xẻo thủy chung triệu hoán không ra bí tịch tốt gì mặc dù so với võ công tu luyện hiện tại của hắn còn nát gần như là long phượng sừng lân như vậy thành tựu cuối cùng chỉ sợ rất khó đạt tới mong muốn của mình, thậm chí rất nhiều mục tiêu sẽ rất khó thậm chí không cách nào đạt thành. Có thể nói, chiếc nhẫn này nếu là hoàn toàn dựa vào vận khí, đối với Diệp Văn mà nói là một kiện vật phẩm nguy hiểm cũng không thể phán đoán, có lẽ sẽ làm cho hắn trong nháy mắt phất nhanh. Thoáng cái liền triệu hoán ra tuyệt thế võ công bí tịch, bởi vậy bước lên con đường cao thủ đỉnh cấp. Có lẽ sẽ hoàn toàn chế ước sự phát triển của hắn trong vòng mấy chục năm sẽ không nhìn thấy bóng dáng tuyệt đỉnh thần công thậm chí nhất lưu võ công bí tịch, công phu tu luyện thủy chung dừng lại ở hạng 2 hạng 3. Mà đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên chiếc nhẫn này cũng sẽ làm cho hắn mất đi ra ngoài tìm kiếm bí tịch hoặc là tăng lên động lực của mình. Nếu là như vậy, không thể đặt tất cả hy vọng vào nó và nó chỉ hoạt động như một công cụ để đặt nền móng. Vốn Diệp Văn trong tháng này vẫn luôn lo lắng như vậy. Dù sao chiếc nhẫn này là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Nhưng là hôm nay lần triệu hoán này, để cho hắn nhận ra được một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Một phần giải quyết một số mối quan tâm của anh ấy trong thời gian này. Nếu cần kiểm tra cường độ năng lượng, như vậy liền đại biểu nó có một cái cố định tiêu chuẩn, mà cần thiết lập tiêu chuẩn, vậy thì chứng minh đồ chơi này không phải tùy tiện tiện ném ra một quyển đồ vật liền báo cáo kết quả kém đồ chơi. Diệp Văn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, cuối cùng đưa ra một kết luận như vậy. Có lẽ, chiếc nhẫn này đưa ra bí tịch là căn cứ người sử dụng triệu hoán lúc đưa vào nội lực giá trị làm tham khảo phán đoán, đưa vào nội lực càng mạnh, đưa ra bí tịch càng tốt. Kết quả như vậy là Diệp Văn kỳ vọng nhất xuất hiện kết quả, chiếc nhẫn này hoàn toàn là một cái có thể khống chế bí tịch triệu hoán trang bị, hơn nữa là có hoàn thiện bậc thang kết cấu đồ vật. Nói như vậy, hoàn toàn có thể căn cứ thực lực trước mắt của ta đến lựa chọn võ công thích hợp một tháng một lần cơ hội hoàn toàn có thể tại thực lực của mình đạt tới một trình độ kia trong một đoạn thời gian liên tục triệu hoán sau đó từ rất nhiều bí tịch bên trong lựa chọn một cái thích hợp nhất cho mình tiếp tục đề thăng thực lực sau đó lâm vào bình cảnh sau lại triệu hoán vòng đi vòng lại tiến bộ không ngừng thật sự là bảo bối tốt không kìm lòng được hôn lên nhẫn một cái Dịch Văn vì phát hiện của mình mà cảm thấy vui vẻ. Chỉ là những thứ này đều là suy đoán của hắn, còn không thể hạ kết luận cuối cùng, bởi vậy hắn cần tiến hành một lần xác nhận. Phương pháp xác nhận tự nhiên là triệu hoán lần nữa, bởi vì dựa theo suy nghĩ của hắn, lần triệu hoán này trên thực tế cũng không phải là kết quả triệu hoán toàn bộ nội lực của mình. Trước khi triệu hoán, rất nhiều nội lực của mình đều tiêu hao ở trên kinh mạch huyệt đạo trống trải phần lớn nội lực đều tiêu hao ở trên đường đi tới chiếc nhẫn cuối cùng bị chiếc nhẫn hấp thu căn bản là không còn lại bao nhiêu nếu là kinh mạch huyệt đạo của mình đã sớm thông suốt như vậy hẳn là sẽ đạt được bí tịch tốt hơn lần này mới đúng diệp văn đã thấy rõ quyển sách này trên bìa viết là cái gì cơ bản nội công bốn chữ to để cho hắn cảm thấy một chút buồn bực cảm tình tu vi của mình liền đáng giá một quyển cơ bản nội công nhưng là hắn cũng không có đối với quyển bí tịch này bất mãn bởi vì nếu là muốn xác định ý nghĩ của mình, một tháng sau càng tốt hoàn thành triệu hoán, cái này vốn dùng để đặt trụ cột nội công, mở rộng kinh mạch bồi dưỡng trụ cột nội lực chính là thích hợp nhất công pháp. TS. Buổi chiều vốn định ngủ một lát, không nghĩ tới vừa mở mắt cư nhiên đã trễ như vậy.